Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 991, Động Thiên Phúc Địa. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, trong chiến tranh hiện đại hóa, trừ chiến tranh vũ trang ở mặt ngoài, còn bao gồm cả chiến tranh tình báo điện tử trong bóng tối. Tin tức tình báo chiếm một vị trí cực kỳ trọng yếu trong chiến tranh hiện đại hóa. Nếu tình báo và tin tức của bên phe mình bị đối phương nắm được, đồng nghĩa với việc điểm yếu chí mạng của mình đã bị đối phương bóp chặt, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, những tin tức tình báo mà đám tu sĩ tà đạo cứ cho là đáng tin kia, trên thực tế phần lớn đều là tin tức giả do Linh Điệp Tôn giả truyền tới, đúng là chuyện bi thương biết bao. Chờ đến khi đám tu sĩ tà đạo kia phát động tấn công Sở gia trong lúc mà bọn chúng cho là hoàn mỹ nhất, Linh Điệp Tôn giả sẽ mang theo con gái ra sân, giảng một khóa bàn về tầm quan trọng của cuộc chiến tin tức tình báo cho đám tu sĩ tà đạo kia nghe. Tôn giả thất phẩm giảng bài miễn phí, ngài ấy có tư cách làm điều này. Ở một nơi khác, Tống Thư Hàng ngủ một giấc thẳng đến trưa. Khi hắn tỉnh lại thì không thấy Diệp Tư và Đao Cổ Vô Hình đâu cả, chỉ thấy con cách đấu thú chuột túi kia đang bày ra một tư thế mất hồn nằm nghiêng qua một bên, chen vào trong chăn hắn. Bộ dạng lúc ngủ của con cách đấu thú cơ bắp này đúng thật là khó coi. Đậu xanh, hèn gì lúc ngủ hắn cứ có cảm giác giường hôm nay thật chật chội, muốn trở người cũng khó, hóa ra là do tên khốn này chen lên giường hắn. Nghe nói sủng vật loài mèo đều thích chui lên trên giường của chủ nhân để ngủ, nhưng tên này là chuột túi chứ không phải mèo, cớ sao cũng trèo lên trên giường hắn ngủ thế này. Ngoài ra mới một đêm không thấy, hình như vóc dáng của con cách đấu thú chuột túi này lại to hơn một vòng rồi. Vốn là một con cách đấu thú khá nhỏ nhắn đáng yêu, bây giờ đã cao đến gần một thước ba. Bạch Tiền Bối đút nó ăn phân bón NPK tăng trưởng hay sao mà lớn thế này? Bạch Tiền Bối tu trong thế giới cửu u thì nuôi một con chuột hamster nhỏ làm sủng vật, còn Bạch Tiền Bối trong hiện thế lại nuôi một con chuột túi lớn làm sủng vật. Hai vị Bạch Tiền Bối đều có duyên với chuột ghê nhỉ. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đứng dậy, để cho con cách đấu thú chuột túi này tiếp tục ngủ ở trên giường. Giờ tên này đã cao một thước ba, nếu như nó còn dùng cái đuôi quân lấy thân thể rồi đá hắn, hắn có linh cảm mình sẽ bị đá vào một bộ phận không hay lắm, vậy nên cứ để nó ngủ tiếp cho lành. Vừa mới ra khỏi phòng ngủ, Tống Thư Hàng đã ngửi thấy một hương thơm mê người, mùi hương là từ trong phòng bếp bay ra. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được khí tức của Bạch Tôn Giả và Diệp Tư, cả hai đều đang ở trong phòng bếp. Ngoại trừ Bạch Tiền Bối và Diệp Tư, còn có một khí tức mạnh mẽ khác. Có khách tới chơi sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ, hắn đứng dậy đi về phía phòng bếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đi chưa được mấy bước, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Bạch Tiền Bối và Diệp Tư. Bạch Tôn Giả, trực giác của ta nói rằng hẳn là phải cho chồi non ánh trăng nhiều hơn nữa, như vậy thì thành phẩm khi nấu xong sẽ có hiệu quả hơn. Đừng mà Bạch Tiền Bối, thật sự không thể cho thêm nữa đâu. Lần trước thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng mà ngài thí nghiệm ra cuối cùng đều bị biến dị, cách đấu thú chuột túi mới ăn một chút mà khổ người đã to ra, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Lần này chúng ta nhất định phải tuân thủ theo phân lượng trên công thức chế biến, tiến hành đun nấu cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho đao cổ biến thành cự kiếm. Diệp Tư nói. Bạch Tôn Giả. Thật ra lần trước cũng không hoàn toàn là lỗi của ta. Rõ ràng là do Hằng Hỏa đạo hữu lấy sai chủng loại linh mễ, công thêm việc phẩm chất của Xương Hải yêu cất trong kho ta quá cao mới thành ra như vậy. Hằng Hỏa chân quân bình tĩnh tiếp lời. Không chỉ phẩm chất của Xương Hải yêu khá cao, thật ra tất cả các nguyên liệu mà Bạch đạo hữu ngươi cung cấp đều có phẩm chất cao vượt chỉ tiêu. Chuyện này không thể trách ta được, trong kho dự trữ của ta có những tài liệu này đã là may lắm rồi, còn việc phẩm chất của chúng quá tốt thì có liên quan gì đến ta chứ, ta đâu thể nào khống chế vấn đề này được. Bạch Tôn Giả đáp lại. Tóm lại là không thể bỏ thêm vào nữa, lần này chúng ta nhất định phải luyện chế ra loại thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng bình thường, sau đó cho Đao Cổ Vô Hình nếm thử. Bây giờ đối tượng thí nghiệm trong tay chúng ta chỉ có mỗi Đao Cổ thôi. Diệp Tư nói. Về điểm này thì ngươi không cần lo lắng, nếu Đao Cổ cũng ăn không nổi, ta lại ấp ra thêm một nhóm kiếm cổ vô hình nữa, chúng ta có thể đút cho kiếm cổ ăn. Bạch Tôn Giả đáp. Tống Thư Hàng. Hóa ra Bạch Tiền Bối và Diệp Tư đang thử chế ra thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng. Từ cuộc nói chuyện có thể nghe ra được. Trước đó Bạch Tiền Bối và Diệp Tư đã thử chế biến thức ăn cho thú cưng qua một lần, cũng cho cách đấu thú chuột túi ăn thử.
chẳng qua là lô thức ăn thông dụng cho thú cưng đầu tiên lại thành phân bón NPK. Bây giờ Bạch Tôn Giả và Diệp Tư đang chế biến lô thức ăn cho thú cưng thứ hai. Còn người khách trong phòng bếp chính là Hằng Hỏa Chân Quân của Nho gia. Tống Thư Hàng gõ cửa phòng bếp lên tiếng chào hỏi. Bạch tiền bối, Hằng Hỏa tiền bối, Diệp Tư, chào buổi sáng. Qua buổi sáng rồi. Bạch Tôn Giả đáp. Đã trưa rồi. Diệp Tư xoay đầu lại, mỉm cười nói. Chào buổi trưa, Bá Đao đạo hữu. Hằng Hỏa Chân Quân bình tĩnh chào lại. Ha ha. Tống Thư Hàng cười trừ hai tiếng. Được rồi. Đậy nắp lại đun thêm 10 phút nữa, lần này nhất định có thể thành công. Bạch Tôn Giả nói. Hằng Hỏa Chân Quân hỗ trợ đậy nắp nồi lại, sau đó thành thật nói. Bạch đạo hữu, thật ra trong các cứ điểm của Nho gia chúng ta đều có bán thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng. Ngoại trừ thức ăn linh thú nhất phẩm, chúng ta còn có thức ăn linh thú từ nhị đến ngũ phẩm. Vốn dĩ lúc đầu ta cũng muốn đi mua thức ăn linh thú làm sẵn. Bạch Tôn Giả xoa cằm nói. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, thức ăn linh thú phải tự tay chế biến thì mới thú vị, nếu như đi mua hàng có sẵn thì lại mất đi cảm giác thú vị khi tuần dưỡng linh thú. Hằng Hỏa Chân Quân gật đầu cười, cũng đúng, bạch tiền bối nuôi linh thú là nuôi chơi mà. Sau đó Chân Quân quay qua ngoắt tay với Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu, buổi chiều có rảnh không? Ừ rảnh, hôm nay vẫn là ngày nghỉ, ngày mai mới đi học. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Vậy chiều này Thư Hàng tiểu hữu đi theo ta một chuyến, ta sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu của 11 tiểu động thiên phúc địa cho ngươi. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Trong 11 động phủ mà Hằng Hỏa Chân Quân chọn lựa, trừ một động phủ ở thành phố Văn Châu, thật ra 10 động phủ còn lại đều là mảnh vỡ nhỏ của thiên đình viễn cổ. Một số mảnh vỡ thiên đình viễn cổ lớn vẫn đang được Nho gia nghiên cứu, còn những mảnh vỡ khá nhỏ này thì không có giá trị nghiên cứu lớn bằng các mảnh lớn. Vì đền đáp ân huệ của Tống Thư Hàng. Lần này Nho gia cắn răng chuyển nhường toàn bộ 10 động thiên phúc địa do mảnh vỡ nhỏ thiên đình quý giá hình thành cho Tống Thư Hàng. Trong khi phần lớn các tu sĩ còn đang phấn đấu góp nhặt vốn liếng để kiếm cho mình một cái động thiên phúc địa, Tống Thư Hàng đã là một nam nhân có 11 động thiên phúc địa khi mới ở cảnh giới tam phẩm. Ok. Tống Thư Hàng đáp. Trước đây hắn cũng từng có ý định gom góp linh thạch để đổi lấy một cái động thiên phúc địa. Sau đó chờ đến lúc thích hợp hắn sẽ mang cha mẹ vào sống trong động thiên phúc địa. Tránh cho một số tu sĩ tà đạo thương tổn tới người nhà. Bây giờ, 11 động phủ mà Nho gia tặng vừa hay hoàn thành một tâm nguyện của Tống Thư Hàng. Chờ tiếp quản động thiên phúc địa xong, hắn có thể tìm cơ hội để cho cha mẹ dọn nhà đến sống trong động thiên phúc địa. Chương 992, Hạ Cung. Bạch tiền bối, Diệp Tư, muốn đi cùng xem thử không? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tôn Giả khoát tay nói. Ta không đi. Hôm nay ta phải chế biến thành công thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng rồi mới tính tới chuyện khác. Diệp Tư nói. Vậy ta cũng ở lại cùng với Bạch tiền bối. Dù sao hai chúng ta ý thức tương thông, người thấy được động phủ có hình dáng gì thì ta cũng thấy như vậy. À Thư Hàng này, người để đao cổ lại luôn nhé. Biết rồi. Tống Thư Hàng đáp. Mong là lúc hắn trở về, khổ người của đao cổ sẽ không tăng vọt giống như cách đấu thú chuột túi. Tống Thư Hàng vừa Hằng Hỏa Chân Quân vừa mới ra khỏi cửa đã thấy Đông Phương Lục Tiên Tử lái một chiếc xe máy điện, quay đuôi xe cực ngầu, dừng ngay trước mặt Tống Thư Hàng. Ô, Thư Hàng, người tỉnh rồi đấy à? Hằng Hỏa đạo hữu, chào buổi trưa. Đông Phương Lục Tiên Tử tháo mũ bảo hiểm xuống, vừa cười vừa vẫy tay chào hai người, trên bả vai cô là thủ tịch đại đệ tử Kim Cương Quân Tử Đao Tiểu Thải của Tống Thư Hàng. Mới đây Đông Phương Lục Tiên Tử bị treo bằng lái, đến giờ vẫn chưa lấy về được. Cho nên lúc ra ngoài cô không lái chiếc SUV khoa trương kia nữa, mà đổi lại thành chiếc xe máy điện này đây. Chào Đông Phương Lục tiền bối. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tiểu Thải, hắn cảm giác trên người Tiểu Thải có chút thay đổi. Hi hi hi, sư phụ, người có phát hiện ra sự thay đổi trên người ta không? Tiểu Thải vỗ cánh bay đến bên cạnh Tống Thư Hàng, đắc ý hỏi. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút rồi đưa tay tiếp lấy Tiểu Thải, dùng tinh thần lực quét qua người nó. Là lực lượng công đức sao? Tiểu Thải, người đi siêu độ rồi ư? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng vậy, vừa hay gần đây Đông Phương Lục trưởng lão cũng rảnh rỗi, vì vậy cô ấy mang ta đi dạo một lượt quanh khu Giang Nam. Từ tối hôm qua đến giờ, ta đã siêu độ cho 13 vong hồn rồi đấy. Tiểu Thải đắc ý khoe ra. Làm tốt lắm. Tống Thư Hàng vỗ nhẹ Tiểu Thải khen ngợi. À sư phụ này, trong tay ngươi có công pháp luyện thể nào dành riêng cho tay không?
Tiểu Thải dò hỏi. Hửm, ngươi muốn học? Tống Thư Hàng hỏi. Trong tay hắn quả thật có loại công pháp này, chính là cương thủ đổi từ chỗ thất tu tôn giả. Môn công pháp này là thần kỹ rèn sắt của Huyền Trọng Phái, một môn phái nổi danh về luyện khí. Một khi tu luyện đến nhập môn, hai tay sẽ trở nên đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, hai cánh tay có thần lực, dùng tay không cũng có thể đỡ được pháp bảo phi kiếm nhị phẩm. Hơn nữa khi tu luyện công pháp đến đại thành, uy lực của cương thủ lại càng mạnh hơn. Môn công pháp này khác với kim cương căn bản quyền pháp, vật này là do Tống Thư Hàng đổi với thất tu tôn giả, quyền sở hữu cũng thuộc về Tống Thư Hàng, Thư Hàng có thể truyền dạy môn công pháp này cho đệ tử sử dụng. Đúng vậy, ta muốn luyện đôi cánh của mình trở nên sắc bén như đao, sau đó sẽ nghiêm túc học tập đao pháp của sư phụ. Hai mắt Tiểu Thải sáng rực lên. Tống Thư Hàng nghe vậy thì trong lòng cảm động không thôi. Đạo hiệu kim cương quân tử đao này đúng là không đưa sai người. Tương lai về sau, Tiểu Thải nhất định có thể làm dạng danh đạo hiệu này. Cho nên ngoài cương thủ, hắn còn định truyền cả nho ra kim cương thân cho Tiểu Thải luôn, để nó xứng với hình tượng kim cương và quân tử đao. Tức là nó vừa phải có sự cường hãn, thân thể kim cương bất hoại, lại vừa phải có phong độ quân tử của nho môn. Tuyệt! Nhưng nho ra kim cương thân là tuyệt học của nho môn. Trước khi truyền thụ cho Tiểu Thải, tốt nhất là hắn phải hỏi ý của Hằng Hỏa Chân Quân trước. Dựa vào mối quan hệ hiện tại giữa hắn và nho môn, chắc hẳn nho môn sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này đâu. Tốt lắm! Tống Thư Hàng nói. Vậy vi sư sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp rèn luyện cánh tay có tên là cương thủ. Đợi ngươi luyện được cương thủ rồi, vi sư sẽ truyền cho ngươi đao pháp tuyệt diệu cộng thêm một môn công pháp luyện thể cao thâm hơn nữa. Có điều không biết cương thủ có thích hợp để thước yêu tu luyện hay không? Nếu như không thể tu luyện trực tiếp, vậy phải nhờ Bạch Tiền Bối sửa đổi lại chi tiết trong công pháp mới được. Cảm ơn sư phụ! Tiểu Thải vui vẻ nói. Đông Phương Lục Tiên Tử đứng bên cạnh nghe mà khóe miệng co quắp lại, cô bắt đầu hoài nghi quyết định giao Tiểu Thải cho Thư Hàng tiểu hữu có phải là lựa chọn chính xác hay không? Mà hình tượng của tước yêu Tiểu Thải quả thật phát triển theo hướng kim cương quân tử đao, một đi không trở lại. Một ngày nào đó trong tương lai, một con tước yêu bay vèo ra ngoài, toàn thân nó nhìn như do sắt thép đúc thành, tản ra ánh sáng bóng loáng của kim loại. Đôi cánh của nó đao thương bất nhập, trông như hai thanh đao sắc bén. Sau đó thân hình tước yêu chuyển động, thi triển ra một bộ đao pháp tuyệt diệu, thật là không dám nhìn thẳng mà. Đúng rồi sư phụ, giờ người định đi đâu thế? Tiểu Thải tò mò hỏi. Ta đang định đi theo Hằng Hỏa Tiền Bối đến xem mấy cái động thiên phúc địa, Tiểu Thải ngươi có muốn đi cùng không? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Đi. Tiểu Thải gật đầu trả lời. Hôm nay cô đã đi theo Đông Phương Lục Tiên Tử siêu độ một vòng, quanh khu Giang Nam không còn vong hồn để siêu độ nữa, bây giờ đang rảnh rỗi, đi theo sư phụ xem phòng cũng là ý hay. Đông Phương Lục Tiên Tử. Thư Hàng, ngươi muốn mua động thiên phúc địa à? Hằng Hỏa Chân Quân đứng bên cạnh cười nói. Là nho ra chúng ta có mấy chỗ động thiên phúc địa muốn chuyển nhượng cho bá đao đạo hữu. À, ta nhớ ra rồi, nghe nói Thư Hàng đã giúp nho ra các ngươi một đại ân. Đông Phương Lục Tiên Tử cười nói. Vậy ta không quấy rầy các ngươi, ta vào xem thử Bạch Tiền Bối bọn họ chế biến thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng xong chưa, nếu xong rồi thì ta muốn đóng gói mang đi một ít. Vậy chào Đông Phương Tiên Tử nhé, lát gặp lại. Hằng Hỏa Chân Quân gật đầu chào. Dứt lời, Hằng Hỏa Chân Quân lấy ra một chiếc thuyền tiên, mang Tống Thư Hàng và Tiểu Thải tiến vào trong đó. À đúng rồi Thư Hàng ngươi chờ một chút. Đông Phương Lục Tiên Tử mở cốp xe của xe máy điện, lấy ra hai cái bọc ném cho Tống Thư Hàng. Tiếp lấy, đây là hai phần tài liệu trận pháp độ kiếp chuẩn bị cho ngươi đấy, nếu như có nhu cầu thì có thể đến chi nhánh số 250 của chúng ta để mua. Hai phần tài liệu độ kiếp này là lễ bái sư mà lúc trước Đông Phương Lục Tiên Tử đại diện cho chi nhánh số 250 của tổ chức yêu quá trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà, chuẩn bị cho tước yêu Tiểu Thải. Tống Thư Hàng đón lấy hai cái bọc. Cảm ơn Đông Phương tiền bối. Không có gì. Đông Phương Lục Tiên Tử cười nói. Sau khi Tống Thư Hàng và Hằng Hỏa Chân Quân rời đi, gần căn hộ mà dược sư mua lại xuất hiện một bóng người. Kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi ta cảm ứng được khí tức của vị Tống Thư Hàng đạo hữu kia, sao mới đây lại biến mất rồi? Rốt cuộc vị Tống Thư Hàng đạo hữu kia ở nơi nào vậy chứ? Bóng người này lẩm bẩm nói. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, ta nhất định có thể tìm thấy vị này Tống Thư Hàng đạo hữu kia. Hu hu hu. Hình như người này chợt nghĩ tới chuyện gì đó đau lòng, bỗng bật khóc thành tiếng.
Người này chính là vị Khốc lão nhân vẫn luôn ngược xuôi tìm kiếm tung tích của Tống Thư Hàng. Xung quanh căn hộ dược sư mua có kết giới và trận pháp do Bạch Tôn giả tự tay bố trí, ngăn cách khí tức của Tống Thư Hàng, khiến cho Khốc lão nhân không cách nào tìm được Tống Thư Hàng. Cho đến mới vừa rồi, lúc Tống Thư Hàng ngồi lên thuyền tiên của Hằng Hỏa Chân Quân, Khốc lão nhân mới cảm ứng được khí tức của hắn trong thoáng chốc. Nhưng tiên chu chỉ vèo một cái đã bay đi thật xa, Khốc lão nhân không thể khóa vị trí của Tống Thư Hàng lại. Nếu như hôm nay vẫn không tìm được Tống Thư Hàng đạo hữu vậy thì chỉ có đi hỏi Bạch đạo hữu thôi. Khốc lão nhân nói, sau đó móc điện thoại ra. Thật ra hắn biết, muốn tìm Tống Thư Hàng thì chỉ cần gọi điện thoại cho Bạch Tôn giả là được. Nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà lần trước Bạch Tôn giả giao phó cho hắn, nội dung nhiệm vụ là trong vũ trụ thử thách Tống Thư Hàng một tháng. Thế nên hắn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Bạch Tôn giả, không có mặt mũi chủ động liên lạc với Bạch Tôn giả. Hu hu hu, ngày mai là ngày khai giảng của Đại học Giang Nam, nhất định phải tìm được Tống Thư Hàng đạo hữu. Khốc lão nhân lau nước mắt, lẩm bẩm nói. Tốc độ di chuyển của thuyền tiên cực nhanh. Hằng Hỏa Chân Quân định là dẫn Tống Thư Hàng đi xem hết 11 chỗ động phủ, đồng thời hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu động phủ cho Thư Hàng ngay trong buổi chiều nay, cho nên nhất định phải nhanh. Trên đường đi, Tống Thư Hàng tranh thủ thời gian bắt đầu hướng dẫn Tiểu Thải tu luyện kỹ năng cương thủ. Công pháp luyện thể khác với nội công tâm pháp, trong quá trình Tiểu Thải tu luyện cương thủ tạm thời không gặp vấn đề gì, và lại bên cạnh vẫn còn một vị chân quân của Nho Môn là Hằng Hỏa Chân Quân trấn thủ. Nếu trong quá trình Tống Thư Hàng dạy dỗ đệ tử xảy ra chuyện không may, đương nhiên Hằng Hỏa Chân Quân sẽ nhắc nhở. Khoảng chừng nửa giờ sau. Đến rồi, nơi này chính là chỗ tọa lạc của Động Thiên Phúc Địa thứ nhất Hạ Cung. Hằng Hỏa Chân Quân lên tiếng nói. Hạ Cung. Tống Thư Hàng ngẩn người. Cái tên này làm hắn nhớ đến Điện Hàn Đông trong thế giới hạch tâm của mình. Đều là di sản của Thiên Đình Viễn Cổ, nếu có Điện Hàn Đông, vậy hẳn là cũng sẽ có ba cung điện xuân. Hạ, thu khác. Cho nên lúc nghe được cái tên Hạ Cung, Tống Thư Hàng lập tức nghĩ đến cung điện bốn mùa. Chắc Thư Hàng tiểu hữu cũng có tìm hiểu về Thiên Đình Viễn Cổ nhỉ. Năm đó Hạ Cung này là cung điện của Tây Phương Đại Đế trong Thiên Đình Viễn Cổ, vị Tây Phương Đại Đế kia là cường giả cấp bậc kiếp tiên thậm chí cũng có thể là trường sinh giả. Hằng Hỏa Chân Quân bình tĩnh nói. Mảnh vỡ chân quý như vậy, Hằng Hỏa tiền bối ngài muốn tặng cho ta thật sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ha ha, nói là mảnh vỡ vậy thôi chứ cũng không như ngươi tưởng tượng đâu. Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười nói. Thật ra mảnh vỡ Hạ Cung này chỉ gồm bia đá cộng với khu quảng trường trước cung điện mùa hạ ở Thiên Đình Viễn Cổ năm đó mà thôi, tổng diện tích chừng 50.000 thước vuông, ngoại trừ tấm bia đá kia ra thì cũng không có thứ gì có giá trị nghiên cứu. Trong lúc hai người nói chuyện, thuyền tiên của Hằng Hỏa Chân Quân bay vào bên trong Hạ Cung. Tống Thư Hàng dõi mắt nhìn về phía trước, trước mặt hắn là một quảng trường rất rộng, trên quảng trường do vô số tấm đá màu đỏ thẫm lót thành, mà ở cuối quảng trường có một tấm bia đá. Lối kiến trúc tổng thể của nơi này giống như phong cách của Điện Hàn Đông trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Khác là trong Điện Hàn Đông tràn đầy khí lạnh vô tận. Còn trên quảng trường của Hạ Cung lại tràn đầy khí tức nóng bức. Ngoài bia đá, trên quảng trường vẫn còn một ít kiến trúc khác. Nhưng có thể nhìn ra được những kiến trúc này là do đệ tử của Nho gia xây dựng sau này, kiểu kiến trúc theo phong cách của Nho gia. Thư Hàng tiểu hữu, người có hài lòng với Hạ Cung này không? Hằng Hỏa Chân Quân cười nói. Vô cùng hài lòng. Tống Thư Hàng đáp. Hắn nhìn mảnh vỡ Hạ Cung, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Không biết nơi này có thể thu nhỏ lại, thu vào trong thế giới hạch tâm giống như Điện Hàn Đông không nhỉ? Chương 993, người biết cảm giác bị đại pháo chĩa thẳng vào đầu là thế nào không? Nhưng lúc trước, Điện Hàn Đông có thể thu nhỏ lại là bởi vì chìa khóa của nó rơi vào trong tay Tống Thư Hàng. Hơn nữa nhờ vào mối quan hệ giữa Diệp Tư và Giao Trì Nữ Đế Trình Lâm, hắn mới có thể điều khiển chìa khóa, mới có thể làm cho Điện Hàn Đông thu nhỏ mang vào thế giới hạch tâm. Nhưng Hạ Cung này lại không có chức năng tương tự, hơn nữa Hạ Cung này cũng chỉ còn lại một tấm bia đá và khu quảng trường. Kiến trúc trên đó đều là Nho gia xây thêm sai này. Muốn cho Hạ Cung thu nhỏ lại là không thể nào, trừ khi trực tiếp nhét nó vào thế giới hạch tâm. Chờ một chút, trực tiếp nhét nó vào thế giới hạch tâm sao? Nói không chừng có thể làm được thật đấy. Nhưng chuyện này không vội, cứ chờ Hằng Hỏa Chân Quân chuyển giao quyền khống chế của Hạ Cung và các mảnh vỡ Thiên Đình Viễn Cổ khác vào trong tay hắn xong, lúc đó hắn lại tìm cơ hội tới thử một chút. Bá Đao đạo hữu hài lòng là tốt rồi.
Nói thật mặc dù Hạ Cung là mảnh vỡ của thiên đình viễn cổ, coi như cũng là động thiên phúc địa nhưng thể tích của nó vẫn khá là nhỏ. Hằng Hỏa Chân Quân cười nói. Nói xong, Hằng Hỏa Chân Quân đưa tay ấn vào bầu trời của Hạ Cung, trong miệng niệm kinh văn. Hình như kinh văn mà hắn đang niệm là kinh thư của Nho gia, theo thanh âm tụng niệm mà hắn truyền ra, trong hư không lần lượt hiện lên từng tờ văn chương màu vàng. Tổng cộng có khoảng chừng hơn 50.000 tờ văn chương màu vàng, bao bọc toàn bộ không gian Hạ Cung, hình thành một thế ngoại động thiên mà người bình thường không cách nào đặt chân vào được. Sau đó Hằng Hỏa Chân Quân đưa tay chọn ra một tờ kinh văn trong đám rồi rút nó ra, sau đó Chân Quân xoay người, đưa tờ kinh văn màu vàng thực thể hóa nọ cho Tống Thư Hàng. Bá Đao tiểu hữu, tiếp theo mời ngươi để lại tinh thần ấn ký và chân khí ấn ký trên tờ kim thư này, làm xong thì quyền sở hữu Hạ Cung sẽ thuộc về ngươi. Tống Thư Hàng làm theo lời của Hằng Hỏa Chân Quân, để lại tinh thần ấn ký và chân khí ấn ký của mình lên trên tờ kinh văn màu vàng. Sau khi làm xong, hắn hỏi. Vậy là được rồi à? Sao cảm giác giống như mua hàng qua mạng, sau đó ký nhận giao hàng cấp tốc vậy nhỉ? Đúng vậy, như vậy là được rồi. Hằng Hỏa Chân Quân vung tay lên, tờ kinh văn màu vàng kia lại bay trở về trong đám hơn 50.000 tờ văn chương màu vàng. Ngay sau đó, hơn 50.000 tờ kinh văn màu vàng đồng loạt phát ra tiếng cộng minh. Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác được bản thân và động thiên phúc địa Hạ Cung này đã liên hệ với nhau. Hắn có thể thông qua ý niệm của mình, mở hoặc là đóng kín cửa vào động thiên phúc địa. Hắn cũng có thể thông qua chế độ giám sát tầm xa, giám thị nhất cử nhất động tại Hạ Cung cũng như khu vực xung quanh Hạ Cung. Thậm chí hắn chỉ cần động ý niệm trong đầu là có thể dẫn dắt hơn 50.000 tờ kinh văn màu vàng tạo thành trận pháp nho ra, thi triển công kích hủy diệt. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, Tống Thư Hàng cảm giác trong Hạ Cung bỗng xuất hiện một lượng linh lực khổng lồ. Luồng linh lực này được hơn 50.000 tờ kinh văn màu vàng chuyển hóa, sau đó ngưng tụ đến trên người Tống Thư Hàng. Linh lực nồng đậm bao quanh Tống Thư Hàng, thậm chí không cần tu luyện, hắn chỉ hô hấp thôi cũng có thể dẫn dắt linh lực vào trong cơ thể rèn luyện thân xác, tăng cường công lực. Nếu hắn tiến hành tu luyện trong trạng thái thế này, hiệu quả tu luyện ít nhất sẽ tăng từ 3 lần trở lên so với ngoại giới. Đây là... Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Đây chính là sự thần kỳ của động thiên phúc địa. Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười nói. Đối với một tu sĩ, tài lữ pháp địa cái nào cũng cực kỳ trọng yếu. Mà một nơi linh lực dư thừa lại có thể giúp cho tu sĩ làm ít công to trong lúc tu luyện. Hạ Cung vốn là một bộ phân của thiên đình viễn cổ, là một phúc địa có linh lực sung túc. Cho dù chỉ là một mảnh vỡ, nhưng linh lực mà nó ẩn chứa vẫn tương đương với linh mạch cấp thấp. Hơn nữa nơi này còn được đại trận nho ra ôn dưỡng, hấp thu linh lực càng thuận lợi. Thì ra là vậy. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Được rồi, Hạ Cung đã chuyển giao xong, giờ chúng ta sẽ đi đến động thiên phúc địa tiếp theo. Hằng Hỏa Chân Quân cười nói. Trong buổi chiều nay còn có 10 động thiên phúc địa phải chuyển giao, thời gian rất gấp. Tước Yêu Tiểu Thải nhìn nơi động thiên phúc địa này, thân là một con tiểu yêu tu luyện chăm chỉ khắc khổ, cô đương nhiên biết tầm quan trọng của động thiên phúc địa. Những yêu tu có động phủ riêng ít nhất đều là đại yêu có tu vi từ ngũ phẩm trở lên. Mà sư phụ Tống Thư Hàng của cô, ở cảnh giới tam phẩm cũng đã có động thiên thuộc về riêng mình. Sư phụ, tiếp theo chúng ta còn muốn tiếp thu mấy động phủ nữa? Tiểu Thải hỏi. Trước đó, cô nghe Hằng Hỏa Chân Quân nói là có mấy động phủ muốn chuyển giao cho Bá Đao đạo hữu, nhưng không biết là có mấy chỗ. Còn có 10 nơi nữa. Tống Thư Hàng đáp. 10 nơi. Tước Yêu Tiểu Thải trợn to hai mắt. Động thiên phúc địa ở Nho gia không đáng tiền vậy sao? Một lần tặng luôn 11 động thiên phúc địa cho sư phụ. Tống Thư Hàng cười vỗ nhẹ vào Tiểu Thải. Đến lúc đó, vi sư sẽ mở quyền hạn của 11 động phủ cho ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tiến vào trong đó tu luyện. Cảm ơn sư phụ. Tiểu Thải ngơ ngác trả lời. Hèn gì người ta thường nói bái sư là một kỹ thuật sống. Chỉ cần bái đúng sư phụ là sẽ có được cơ hội bước lên đỉnh cao của tu chân. Còn nếu bái sai sư phụ, đó chính là một đời đau khổ dẫy dụa trong hố lửa. 11 động phủ, sau này đều mở ra cho cô tu luyện. Đến lúc đó, lúc tâm tình tốt thì cô có thể đi động phủ số 1 để tu luyện, tâm tình không tốt thì đi động phủ số 11 tu luyện, nếu kinh nguyệt đến thì lại đi động phủ số 6 tu luyện, nghĩ thôi đã thấy cuộc đời thật tươi đẹp rồi. Sau đó Hằng Hỏa Chân Quân mang theo Tống Thư Hàng đi xem hết 10 động phủ còn lại, cũng chuyển giao quyền sở hữu của tất cả động phủ cho Tống Thư Hàng. Trừ Hạ Cung, những mảnh vỡ thiên đình khác cũng không có lai lịch lớn như vậy.
Động phủ thứ hai có tên là Đao Kiếm Phong, tên này là do Nho gia đặt sau khi tiếp quản chứ không phải là tên vốn có của nó. Trên Đao Kiếm Phong có kiếm ý và đao ý vô cùng mạnh mẽ tung hoành, vạn năm không tiêu tan. Đao ý và kiếm ý này là tàn dư còn sót lại sau cuộc so tài giữa một vị đao tu tuyệt thế và một vị kiếm khách tuyệt thế của thiên đình viễn cổ năm xưa. Đao ý và kiếm ý ở nơi này chẳng nhắm vào ai cả, chúng nó chỉ quấn quanh trên ngọn núi, trông như đang tiếp tục cuộc so tài giữa đao tu tuyệt thế và kiếm khách tuyệt thế năm đó. Động phủ thứ ba là một mảnh sa mạc và ốc đảo nhỏ, diện tích chừng 30.000 thước vuông. Trừ linh khí nồng đậm, động phủ này cũng không có điểm nổi bật gì khác. Động phủ thứ tư, 5, 6, 7, 8 là năm mảnh vỡ thiên đình với năm suối nguồn thiên nhiên tuôn chảy. Suối nguồn trong động phủ thứ tư, 5, 6 là Hàn Tuyền, còn suối nguồn trong động phủ thứ 7, 8 chính là Ôn Tuyền. Năm mảnh vỡ thiên đình viễn cổ này, mỗi một mảnh đều có diện tích chừng 50.000 thước vuông, không kém diện tích của hạ cung là bao. Hằng Hỏa Chân Quân suy đoán rất có thể năm động phủ này là do một chỉnh thể vỡ ra tạo thành, chẳng qua là thiếu rất nhiều bộ phận, cũng không cách nào ghép chúng lại với nhau được nữa. Động phủ thứ 9 có tên là Huyễn Thành, nơi này đã từng được ghi lại trong thiên đình viễn cổ. Bộ phận mà Nho gia lấy được chỉ là một góc của Huyễn Thành, diện tích 10.000 thước vuông mà thôi. Toàn bộ Huyễn Thành là một ảo cảnh to lớn, bên trong sẽ ngẫu nhiên sinh ra chiến sĩ ảo ảnh với đủ mọi cấp bậc thực lực, rất thích hợp để tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Còn động phủ thứ 10 Tống Thư Hàng vừa thấy chỉ có thể cạn lời. Đó là một tảng đá to, có kích thước chừng 100.000 thước vuông, trên đó trơ trụi chẳng có thứ gì cả. Theo như Hằng Hỏa Chân Quân giới thiệu thì tảng đá lớn rất có thể là một bộ phận ở phần nền của thiên đình viễn cổ. Khi thiên đình viễn cổ vỡ tan tành, khối nền này cũng bị ném bay đi, sau đó được Nho gia lấy được. Nhưng linh lực trên đó không hề nồng đậm, sau khi nó được cải tạo thành động thiên phúc địa, Nho gia cũng không có nhiều thời gian sử dụng nó. Động phủ cuối cùng chính là động phủ gần thành phố Văn Châu. Đây là một động phủ cỡ nhỏ dành cho tu sĩ rất bình thường, không có liên quan gì đến thiên đình viễn cổ cả. Trong động phủ có suối nhỏ lượn quanh, có đình đài lầu các, có cây xanh bóng mát, nhìn giống như chốn thế ngoại đào nguyên vậy. Đây là động thiên phúc địa mà Hằng Hỏa Chân Quân cố ý lựa chọn, Tống Thư Hàng có thể an bài cho người nhà vào sống ở đây. Cảm ơn ý tốt của Hằng Hỏa tiền bối. Tống Thư Hàng nói lời cảm tạ. Chốn thế ngoại đào nguyên này tràn ngập linh khí, là nơi ẩn cư lý tưởng mà Tống Thư Hàng đã từng nghĩ đến. Không cần khách khí, những lễ vật này chẳng là gì so với đại ân mà Bá Đao đạo hữu đã giúp Nho gia chúng ta. Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười nói. Lúc ấy Tống Thư Hàng đã liều mạng nhỏ thay Nho gia giữ vững thế giới Kim Liên, càng giúp cho các cao thủ hàng đầu của Nho gia tránh khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Phần ân tình này quá lớn. 11 động thiên phúc địa này chỉ như một hạt cát trong sa mạc đối với Nho gia mà thôi. Tất cả động thiên phúc địa đều được chuyển giao cho chủ nhân mới một cách thuận lợi, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của Hằng Hỏa Chân Quân đã hoàn thành. Bá Đao đạo hữu, có cần ta đưa ngươi trở về khu Giang Nam không? Hằng Hỏa Chân Quân hỏi. Trời tối đen như mực, lúc Tống Thư Hàng và Chân Quân đi ra ngoài nhìn phòng là buổi trưa, mà bây giờ đã hơn 3 giờ rạng sáng hôm sau rồi. Làm phiền Hằng Hỏa tiền bối. Tống Thư Hàng nói, chuyện nhỏ thôi mà. Hằng Hỏa Chân Quân dùng thuyền tiên đưa Tống Thư Hàng và Tiểu Thải trở về Đại học Giang Nam. Trong căn hộ của Dược Sư, lúc Tống Thư Hàng và Thước Yêu Tiểu Thải về đến nhà, Bạch Tiền Bối và Diệp Tư vẫn còn đang bận rộn. Hai người từ trong phòng bếp đi ra, chuyển một cái nồi lớn vào trong sân, sau đó Bạch Tiền Bối bấm thế tay thi triển ngự hỏa quyết khống chế hỏa hầu. Bạch Tiền Bối, Diệp Tư, các ngươi vẫn chưa chế ra được thức ăn linh thú thông dụng à? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lâu vậy rồi mà Bạch Tiền Bối và Diệp Tư vẫn luôn thất bại sao? Bạch Tiền Bối vốn là một người rất may mắn mà, thế này thật không khoa học nha. Hứ, Thư Hàng ngươi coi thường chúng ta quá rồi đấy. Diệp Tư vênh váo đắc ý nói. Chúng ta đã thành công chế ra thức ăn linh thú thông dụng vào ngay lần chế biến thứ hai kia rồi, đao cổ vô hình của ngươi rất thích thức ăn linh thú thông dụng. Một hơi ăn hết cả một nồi luôn đấy. Ăn hết cả một nồi. Vậy đao cổ vô hình của ta vẫn khỏe chứ? Không biến thành chảm hạm đao gì đó chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Chảm hạm đao là vũ khí chuyên dụng của nhân vật Sanger Jonvo trong series game Super Robot War, là một binh khí có thể chém chiến hạm cỡ lớn ra làm đôi. Cách đấu thú chuột túi ăn thức ăn linh thú xong thì khổ người to lên trông thấy, nếu như vóc dáng của đao cổ vô hình cũng biến to như vậy. Đương nhiên là không rồi, ta mới vừa nói xong,
Thức ăn linh thú chế biến lần thứ hai là thức ăn linh thú thông dụng phiên bản thành công, đao cổ vô hình ăn no rồi thì đi nghỉ ngơi thôi. Diệp Tư nói. Vậy bây giờ các ngươi còn đang nghiên cứu cái gì đấy? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Nói thật, khi hắn nghe thấy đao cổ vô hình không biến thành chảm hạm đao, trong lòng lại mơ hồ có chút thất vọng. Cứ nghĩ mà xem, nếu đao cổ vô hình biến dài hơn 60 thước thì lúc đối đầu với kẻ địch, hắn chỉ cần vung đao cổ vô hình quét ngang một đường là xong, hình ảnh ấy ngầu biết bao. Có nghiên cứu gì đâu, hiện tại ta và Diệp Tư vẫn đang chế biến thức ăn linh thú thông dụng. Bạch Tôn Giả trả lời. Vẫn chế biến từ trưa hôm qua cho đến rạng sáng. Tống Thư Hàng kinh ngạc không thôi. Bạch tiền bối, các ngươi chế biến ra nhiều thức ăn linh thú như vậy để làm gì? Bởi vì trước đó ta lỡ tay ấp ra 1000 con kiếm cổ vô hình. Bạch Tôn Giả cười trừ nói. Bây giờ 1000 con kiếm cổ vô hình đang gào khóc đòi ăn, 1000 con há miệng chờ được đút thức ăn linh thú, thảo nào Bạch tiền bối và Diệp Tư lại bận bịu đến giờ này. Tình hình đã thế này rồi, sao Bạch tiền bối ngài không đi mua chút thức ăn linh thú thông dụng để đối phó trước? Tống Thư Hàng hỏi. Ta thử rồi, nhưng hình như thức ăn linh thú thông dụng mua về có vẻ không hợp với khẩu vị của kiếm cổ lắm. Cả một túi kẹo linh thú thông dụng mà chúng nó ăn hẳn bao nhiêu cả. Bạch Tôn Giả thở dài. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, thế bây giờ đám kiếm cổ vô hình kia đang ở đâu vậy? Tống Thư Hàng hỏi. À, chúng đang ở ngay xung quanh chúng ta, bên cạnh ngươi đều là kiếm cổ vô hình đấy. Bạch Tôn Giả đáp. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới tấm ảnh chữ viết của thông nương trong nhóm cửu châu số 1. Kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ. Kiếm cổ Thư Hàng kiếm cổ. Kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ kiếm cổ. Vậy Bạch tiền bối có cần giúp gì không? Tống Thư Hàng hỏi. Sáng sớm hôm nay hắn ngủ rất đủ giấc, cho nên đến bây giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ. Chỉ là hơi đói. Khi ngửi được mùi thơm của thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng từ trong nồi bay ra, hắn đột nhiên chảy miệng nước. Có Diệp Tư trợ giúp là đủ rồi, người đi về ngủ trước đi, đến lúc trời sáng chúng ta còn phải đi học nữa. Đến lúc đó ta lái xe đưa ngươi đến trường. Bạch Tôn Giả nói. Bạch tiền bối vẫn chưa từ bỏ ý định lái chiếc limousine dài 10 mét đi đến trường sao? Trong đầu Tống Thư Hàng bỗng hiện lên một hình ảnh. Sáng sớm, những bạn sinh viên của Đại học Giang Nam có tiết sáng đã thức dậy chuẩn bị lên lớp, bỗng nhiên một chiếc limousine dài 10 mét dừng lại, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạch Tôn Giả đẹp trai ngời ngời bước ra khỏi ghế tài xế, sau đó chính hắn cũng từ trong xe chui ra. Hình ảnh này quá chói mắt. Hơn nữa, Tống Thư Hàng cảm giác nếu một màn này là thật thì cuộc sống đại học của hắn sẽ trở nên rất phiền toái. Hay là rạng sáng hôm nay ta mượn cớ đi đến ký túc xá ngủ lại. Cuối cùng Tống Thư Hàng vẫn vác xác trở về phòng ngủ, còn Tước Yêu Tiểu Thải thì ở lại chơi với Bạch Tiền Bối và Diệp Tư. Trước khi ngủ, hắn theo lệ minh tưởng một lần, tu luyện tâm pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công một lát. Hiện tại hắn đã cách thiên kiếp tam tấn tứ càng ngày càng gần, cho nên trên phương diện tu luyện chỉ cầu chắc chứ không cầu nhanh. Tốt nhất là làm xong công tác chuẩn bị độ kiếp rồi mới trùng kích cảnh giới, đi độ thiên kiếp. Sau khi tu luyện xong, Tống Thư Hàng ngồi dựa đầu giường, trong đầu suy nghĩ đến 11 động thiên phúc đất lấy được vào hôm nay. Lúc nào rảnh rỗi thì nên đi đến hạ cung gần thành phố Giang Nam, xem thử có thể thu toàn bộ nó vào trong thế giới hạch tâm hay không. Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt hắn bỗng xuất hiện một khe nứt không gian. Sau đó trong khe nứt không gian lại xuất hiện một họng đại pháo đen ngòm. Họng đại pháo lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Tống Thư Hàng. Trên thân pháo chấp lóe vô số phù văn, trong mỗi một phù văn đều hàm chứa lực lượng như muốn hủy diệt tất cả. Tống Thư Hàng nuốt nước miếng. Nếu thứ này nã vào đầu hắn một phát, vậy thì cuộc đời của Tống Thư Hàng hắn chứ còn lại hai chữ song phim mà thôi. Chương 994, uống cạn chén nước sông Hằng, kiếp sau vẫn là người Ấn Độ. Là thiên kiếp sao, rốt cuộc thiên kiếp hiện đại hóa loại hình hoàn toàn tự động tới rồi sao? Đây chính là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tống Thư Hàng. Gần đây chuyện mà hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là thiên kiếp hiện đại hóa có thể giáng xuống đầu hắn bất cứ lúc nào. Cho nên lúc hắn vừa nhìn thấy ống pháo, trong đầu lập tức nghĩ đến thiên kiếp. Nhưng ngay sau đó hắn chợt tỉnh hồn. Ống pháo này không thể nào là thiên kiếp được, có thiên kiếp tam tấn tứ phẩm nhà ai lại chui từ trong đường ngầm không gian ra chứ? Nếu thiên kiếp tam tấn tứ bá đạo thế này thì tu sĩ đã chết sạch từ lâu rồi. Và lại thực lực của hắn còn cách một đoạn nữa mới đến lúc độ kiếp.
cho nên lẽ nào là ai đó mang đại pháo tới sao? Lúc này ống đại pháo đã hoàn toàn chui ra khỏi đường ngầm không gian, sau đó đại pháo nhẹ nhàng rơi xuống đất, không hề phát ra tiếng động nào. Tiếp đó, Bạch Tiền Bối mặc áo ngủ màu xanh lam vừa ngáp vừa chui từ trong đường ngầm không gian ra ngoài. Ô, chào buổi sáng, Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối lên tiếng chào hỏi. Đã rạng sáng rồi thưa Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vị Bạch Tiền Bối trước mắt, trong lòng yên lặng thêm vào một chữ tu. Bạch Tôn Giả vẫn đang ở trong sân chế biến thức ăn linh thú với Diệp Tư, vậy người trước mắt mới xuyên không gian đến đây đương nhiên là Bạch Tiền Bối tu, hoặc là nói, có thể là phân thân mà Bạch Tiền Bối tu đã dùng pháp thuật nào đó hiển hóa ra. Ồ, qua lâu vậy rồi sao? Bạch Tiền Bối tu ngượng ngùng cười trừ hai tiếng, sau đó hắn chỉ vào ống đại pháo ở bên cạnh. À, trước đó có hứa là sẽ tặng đồ cho ngươi, giờ ta mang tới rồi đây. Thần vũ ra oai tung hoành thiên hạ gì gì nữa đó, tử mẫu pháo gặp thần giết thần. Đây là mẫu pháo, còn tử pháo thì lần sau lại mang tới cho ngươi, dù sao bây giờ thực lực của ngươi còn yếu, không đủ sức bắn cả tử mẫu pháo cùng lúc. Nhưng mà cho dù chỉ có mẫu pháo thì uy lực cũng rất mạnh, một phát quét tan kẻ địch tuyệt đối không thành vấn đề. Tặng ta. Tống Thư Hàng nhìn em hàng khủng bên cạnh. Tống Thư Hàng đã được tận mắt chứng kiến uy lực của diệt thần pháo, không thẹn với cái tên diệt thần pháo. Mặc dù hắn biết đại pháo nằm trong tay hắn sẽ không phát huy ra uy lực nghịch thiên giống như khi nằm trong tay Bạch Tiền Bối tu, hơn nữa tiêu hao nhất định rất lớn, nhưng chỉ cần bây giờ Tống Thư Hàng có thể khởi động diệt thần pháo, thứ này lập tức trở thành pháp khí có lực công kích mạnh nhất mà hắn có. Ừ, hứa tặng cho ngươi thì chắc chắn là tặng cho ngươi rồi, loại diệt thần pháo thế này ta sưu tập được những mấy bộ. Bạch Tiền Bối tu ngồi vào mép giường của Tống Thư Hàng, thấy trên đầu giường có một gói thức ăn nhỏ bèn tiện tay mở nó ra. Đây là cái gì? Thơm quá, có ăn được không? Không chờ Tống Thư Hàng trả lời, hắn đã lấy ra một miếng nhét vào trong miệng. Ừ, ăn rất ngon. Thứ này tên là gì? Bán ở đâu vậy? Tống Thư Hàng nhìn gói thức ăn trong tay Bạch Tiền Bối tu, khóe mắt giật mấy cái. Nếu hắn nhìn không lầm thì cái gói kia chính là thức ăn linh thú nhất phẩm thông dụng do Bạch Tôn Giả và Diệp Tư chế ra, hơn nữa còn là phiên bản thất bại lần trước, chỉ cho mỗi cách đấu thú chuột túi nếm qua. Sau khi cách đấu thú chuột túi ăn xong, vóc người của nó bắt đầu to ra. Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng há miệng định nói cho đối phương biết đây là thức ăn linh thú, nhưng hắn thấy Bạch Tiền Bối tu ăn hết miếng này đến miếng khác, miệng nhai chóp chép có vẻ rất ngon lành, đột nhiên hắn không biết nên mở miệng thế nào. Hắn cảm giác bây giờ mà nói ra sự thật thì sẽ lúng túng lắm. Lúc này Tống Thư Hàng bất giác nghĩ tới một câu chuyện. Chuyện kể rằng ngày xưa, nữ hoàng nước Anh Victoria tiếp kiến sứ thần đến từ Ấn Độ, trong hoàng cung mở tiệc chiêu đãi sứ thần từ xa đến. Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Sau khi mọi người ăn xong, người hầu lại bưng lên một ly nước đặt ở trước mặt từng người. Nghe nói dựa theo lễ nghi của hoàng gia Anh, thật ra ly nước này không phải dùng để uống, mà là cho mọi người dùng để rửa tay sau khi dùng bữa. Nhưng sứ thần Ấn Độ lại không biết chuyện này, hắn uống một hơi hết sạch ly nước, còn khen nước này thật ngọt thật ngon miệng. Người Ấn Độ uống nước rất phóng khoáng, bởi vì ở nước họ có câu uống cạn chén nước sông Hằng, kiếp sau vẫn là người Ấn Độ. Hành động của sứ thần Ấn Độ khiến các quý tộc và đại thần nước Anh sửng sốt đến ngây người. Bọn họ muốn nói cho sứ thần biết ly nước này là dùng để rửa tay, chứ không phải dùng để uống. Nhưng lại cảm thấy nếu nói cho sứ thần biết thì lại không tốt, vì vậy nhất thời cả bàn đều trở nên yên tĩnh. Hiện tại Tống Thư Hàng cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nếu nói cho Bạch Tiền Bối tu đây là thức ăn linh thú, hắn cảm thấy chẳng ổn chút nào cả. Vì vậy Tống Thư Hàng cắn răng nói. Khụ, thứ này là đồ tự chế, chỗ khác không có bán. Tự chế, tiếc quá vậy, ta còn định mua một ít. Bạch Tiền Bối tu tiếc nuối nói. Ha ha. Nếu Bạch Tiền Bối ngài thích vậy gói quà vặt này tặng cho ngài luôn đấy. Tống Thư Hàng cố nặn ra một nụ cười. Gói thức ăn linh thú này là sản phẩm thất bại của Bạch Tôn Giả, giữ lại cũng vô dụng. Nếu Bạch Tiền Bối tu thích thì cứ tặng cho hắn cũng chẳng sao. Dù gì Bạch Tiền Bối tu mạnh như vậy, thức ăn linh thú biến dị cỡ này cũng không gây tổn thương được gì cho hắn. Được rồi, vậy ta không khách khí đâu nhé. Bạch Tiền Bối tu cất gói thức ăn linh thú vào. Nhưng mới cất được một nửa, hắn lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. À, ta lấy hết thế này thì cũng không hay cho lắm, dù sao đây cũng là quà vặt của ngươi mà. Thôi thì mỗi người một nửa đi, ta lấy một nửa là được rồi. Dứt lời,
Bạch Tiền Bối tu đổ ra nửa gói thức ăn linh thú, trả lại cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng yên lặng nhận lấy nửa gói thức ăn linh thú, mà phải nói là thứ này thơm thật đấy. Lúc Bạch Tiền Bối và Diệp Tư ở trong phòng bếp chế biến thức ăn linh thú, Tống Thư Hàng vừa ngửi được mùi thơm đã chảy một miệng nước miếng. Đúng rồi, sau đó tên người khổng lồ nham thạch kia thế nào? Ta đánh một hồi thì dùng hết năng lượng, lúc đó chỉ đành phải biến mất. Nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi, cũng may nhìn người thế này hẳn là không bị thương gì, ta cũng yên tâm hơn. Bạch Tiền Bối tu nói. Sau đó ta tìm cách dụ người khổng lồ nham thạch cho nổ tung hang ổ của cầu kim loại chúa tể cửu U, sau đó tên khổng lồ nham thạch kia bị cầu kim loại bắt đi mất. Tống Thư Hàng trả lời. À, Bạch Tiền Bối tu ngẩn người, sau đó hắn cười to. Thư Hàng tiểu hữu, làm tốt lắm. Tống Thư Hàng cũng bật cười. Thật ra lúc đó suýt nữa hắn cũng tiêu đời, may mà thế giới hạch tâm phát huy tác dụng, kịp thời cứu hắn. Ủa, Thư Hàng, người không ăn à? Bạch Tiền Bối tu đột nhiên tò mò nhìn Tống Thư Hàng. Ha ha, à bụng ta hơi no. Tống Thư Hàng vừa nói vừa đưa tay cầm một miếng thức ăn linh thú lên. Thức ăn linh thú này nhìn rất giống thịt bò khô, hắn vừa cầm lên, mùi thơm đã xông vào mũi. Trong đầu Tống Thư Hàng lại nhớ tới phần sau của câu chuyện về nữ hoàng Victoria. Trong lúc các đại thần không biết phải làm thế nào, nữ hoàng Victoria quyết đoán bưng ly nước rửa tay trước mặt mình lên, uống một hơi cạn sạch. Vì có phần quyết đoán này nên bà mới là nữ hoàng, còn bề tôi bên dưới chỉ là thần dân. Không có phần quyết đoán này, làm sao lên làm người trị vì đất nước được. Sau khi thấy một màn này, các quý tộc và đại thần khác lập tức hiểu được dụng ý của nữ hoàng. Vì vậy bọn họ lần lượt nâng ly nước rửa tay trước mặt sảng khoái uống cạn. Sau này, khi sứ thần Ấn Độ biết được chuyện này thì vô cùng nể phục sự thông minh tài trí của nữ hoàng. Nữ hoàng dùng cách này yên lặng giữ gìn tôn nghiêm cho sứ thần, thiết lập tình hữu nghị sâu sắc giữa người Anh và người Ấn Độ. Nữ hoàng cũng đã uống ly nước rửa tay kia, cho nên có phải hắn cũng nên ăn phần thức ăn cho chó này để thiết lập tình hữu nghị với Bạch Tiền Bối tu không? Sau khi suy nghĩ một hồi, Tống Thư Hàng cảm thấy vẫn là thôi đi. Loại thức ăn linh thú này không thể ăn lung tung, đặc biệt là sản phẩm thất bại do Bạch Tôn Giả và Diệp Tư chế biến ra, nói không chừng có tác dụng phụ gì đó thì sao? Mặc dù Bạch Tiền Bối tu ăn nhiều như vậy, đến giờ vẫn không thấy có tác dụng phụ gì cả, nhưng thực lực của Tống Thư Hàng không so được với Bạch Tiền Bối tu. Bạch Tiền Bối tu ăn không sao, không có nghĩa là hắn ăn vào cũng không sao. Tống Thư Hàng cũng không muốn biến thành hàng khổng lồ đâu. Trước đây không lâu, do hắn uống long ma dược tề quá liều, dáng người bỗng biến thành hao, hành động chẳng được tự nhiên gì cả. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng âm thầm thu hồi miếng thức ăn linh thú. À đúng rồi, Bạch Tiền Bối tu xuyên không gian xuất hiện ngay trong phòng hắn thế này, động tính hẳn là không nhỏ, nhưng hình như Diệp Tư và Bạch Tôn Giả dưới lầu lại không hề phát hiện ra điều bất thường trong phòng hắn thì phải. Lẽ nào là do thực lực của Bạch Tiền Bối tu quá mạnh mẽ, ngăn cách cảm ứng của Bạch Tôn Giả và Diệp Tư? Đúng rồi, sau đó chuyến thăm dò cấm địa của các ngươi thế nào? Bạch Tiền Bối tu dò hỏi. Sau đó ta đánh bậy đánh bạ, vô tình làm Thiên Đình Viễn Cổ Bắc Phương Đại Đế đồng thời cũng là chủ nhân của cấm địa sống lại, thế là chuyến thăm dò cấm địa chấm dứt tại đây. Tống Thư Hàng đáp. Nhưng Bắc Phương Đại Đế đã đồng ý giúp ta mở lò luyện đan, còn tặng ta một bộ công pháp phụ trợ, có hai thứ này thì hàn chứng trên người âm trúc được chữa trị rồi. Ừ, đạt được mục là tốt rồi. Tiếc thật. Lần trước ta vẫn chưa chơi đã. Bạch Tiền Bối tu tiếc nuối nói. Thế hôm nay có chuyện gì thú vị không? Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Thư Hàng bèn nói. Đến trưa hôm nay ta mới rời giường, chuyện thú vị ấy hả? Sau đó ta đi theo Hằng Hỏa Chân Quân, tiếp nhận mấy động thiên phúc địa mà Nho gia tặng cho ta, trong đó có thật nhiều nơi đều là mảnh vỡ của Thiên Đình Viễn Cổ. Trước đó hắn còn định tranh thủ thời gian đi đến mấy động thiên phúc địa kia, xem thử có thể thu 10 mảnh vỡ Thiên Đình Viễn Cổ vào trong thế giới hạch tâm hay không. Bây giờ nếu Bạch Tiền Bối tu chịu ra tay tương trợ, vậy việc thu mảnh vỡ Thiên Đình Viễn Cổ vào trong thế giới hạch tâm đơn giản hơn nhiều rồi. Với tính cách của Bạch Tiền Bối tu, chắc hẳn ngài ấy sẽ không tham mấy mảnh vỡ nhỏ trong tay hắn. Cho dù Bạch Tiền Bối tu có nhìn chúng mấy mảnh vỡ Thiên Đình trong tay hắn, ngài ấy cũng sẽ dùng thứ gì đó đồng giá tới trao đổi với hắn. Mảnh vỡ Thiên Đình Viễn Cổ. Nho ra ra tay hào phóng đấy. Bạch Tiền Bối tu cười nói. Thật ra lúc nhìn thấy những mảnh vỡ Thiên Đình Viễn Cổ đó, ta chợt nghĩ không biết có thể thu những mảnh vỡ Thiên Đình Viễn Cổ này vào trong thế giới hạch tâm của ta không.
giống như lúc chúng ta chuyển điện Hàn Đông vào ấy, chuyển chúng vào trong thế giới hạch tâm, mở rộng thế giới hạch tâm ra. Nhưng lúc đó ta vẫn không có thời gian thử nghiệm. Tống Thư Hàng nói. Hơn nữa mấy mảnh vỡ thiên đình viễn cổ kia rất lớn, mỗi một mảnh đều có diện tích chừng mấy chục ngàn thước vuông. Nếu như không thu nhỏ chúng lại, ta cũng không biết có thể mang chúng vào thế giới hạch tâm không nữa. Chuyện này đơn giản mà, người biết linh thú nhất thốn chỉ xà không? Túi thu nhỏ một tấc trên người ngươi chính là dùng da của loại linh thú này chế tạo thành. Bạch Tiền Bối Tu nói. Ừ, ta có nghe nói qua loại nhất thốn chỉ xà này, nhưng lại không có ấn tượng cụ thể. Tống Thư Hàng đáp. Đến tận bây giờ, ký ức trên đảo thần bí ngày trước vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra hắn nhớ Vũ Nhu Tử đã từng nói qua, do kích thước của nhất thốn chỉ xà rất nhỏ, cho nên mặc dù chúng có thiên phú nghịch thiên là thu nhỏ sự vật, nhưng vật thể mà chúng có thể thu nhỏ lại có hạn chế về thể tích. Thường thì nhất thốn chỉ xà chỉ có thể thu nhỏ những vật thể có kích cỡ bằng con voi, một số ít nhất thốn chỉ xà cũng có thể thu nhỏ những vật thể lớn hơn một chút. Nhưng còn vật thể to mấy chục ngàn thước vuông, nhất thốn chỉ xà cũng bó tay. Ta nhớ trong thế giới cửu U có một loại sinh vật cùng họ với nhất thốn chỉ xà, có điều phẩm cấp cao hơn nhất thốn chỉ xà. Nếu như chúng nó ra tay, hẳn là có thể thu nhỏ mấy mảnh vỡ thiên đình viễn cổ trong tay ngươi tới trình độ nhất định. Ngươi chờ ta, ta đi bắt thứ đó tới. Bạch Tiền Bối Tu cười nói. Dứt lời, hắn vung tay mở khe nứt không gian ra rồi chui vào, chớp mắt đã biến mất tăm. Tống Thư Hàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn miếng thức ăn linh thú trong tay. Cảm thấy thật có lỗi với Bạch Tiền Bối Tu. Nhưng thức ăn linh thú mà Bạch Tôn giả luyện chế thất bại thơm quá đi mất. Mùi thơm này cũng giống như mùi thơm của hoa sen do năng lực thiệt chán liên hoa của hắn biến ra, vừa ngửi thấy đã cảm thấy thèm ăn rồi, nước miếng cũng tiết ra đầy miệng. Không được không được. Tống Thư Hàng thu hồi đống thức ăn linh thú kia, sau đó móc ra một viên ích cốc đan ăn vào, ức chế cơn đói bụng của mình. Ước chừng một phút sau, bên cạnh Tống Thư Hàng lại xuất hiện một khe nứt không gian. Sau đó Bạch Tiền Bối Tu chui nửa người ra. Ta bắt nhất thốn tà long tới rồi này, nhưng khí tức trên người tên này quá nồng, không thể trực tiếp mang tới trong phòng ngươi được, vậy nên bây giờ chúng ta đi thẳng tới động thiên phúc địa của ngươi luôn. Ngươi có tọa độ không? Có. Tống Thư Hàng quẹt mở điện thoại di động, mở bản đồ tìm ra vị trí của động thiên phúc địa thứ nhất, mảnh vỡ hạ cung. Được rồi, ta biết tọa độ đại khái rồi. Chúng ta đi thôi. Bạch Tiền Bối Tu kéo Tống Thư Hàng, mang hắn vào trong cổng không gian. Ngay sau khi Tống Thư Hàng bị mang đi, trên giường bỗng xuất hiện một con chuột hamster nhỏ. Chuột hamster móc ra một cái vòng tròn rồi đeo vào trên người mình, chớp mắt nó đã biến thành hình dáng của Tống Thư Hàng. Tên Tống Thư Hàng đáng ghét, không ngờ lại dùng mảnh vỡ thiên đình viễn cổ để dụ dỗ chủ nhân của ta. Chuột hamster nghiến răng nói. Sau khi hóa thành hình dáng của Tống Thư Hàng, chuột hamster chui vào trong chăn, co lại thành một cục. Hiện tại nó đang nghiêm túc cân nhắc một chuyện, có nên tè đầy giường của tên Tống Thư Hàng kia không nhỉ? Động thiên phúc địa thứ nhất, bên trong hạ cung. Tống Thư Hàng sử dụng quyền hạn của chủ nhân, mang Bạch Tiền Bối Tu tiến vào trong hạ cung. Quảng trường này chính là động thiên phúc địa của ngươi đó hả? Hạ cung đâu? Bạch Tiền Bối Tu tò mò hỏi. Chỉ còn lại tấm bia đá thôi à? Tống Thư Hàng chỉ vào tấm bia đá kia nói. Ha ha, hạ cung này thảm quá, thảm hơn điện Hàn Đông của Bắc Phương Đại Đế gấp mấy lần. Dứt lời, Bạch Tiền Bối Tu đưa tay cua một chảo trong hư không, một con hắc long bị hắn bắt ra. Dậy đi, đừng ngủ nữa. Ngươi dùng hắc long luyện giới pháp, thu nhỏ mảnh vỡ này lại cho ta. Chương 995, Thư Hàng nói hắn tẻ dầm. Con rồng đen này là dạng mini, chỉ dài bằng cánh tay. Sau khi bị Bạch Tiền Bối Tu vỗ một chưởng, rồng đen miễn cưỡng trở mình. Mẹ à, để ta ngủ thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi. Ngôn ngữ mà rồng đen nhỏ dùng là một loại ngôn ngữ của thế giới cửu U, Tống Thư Hàng nghe không hiểu loại ngôn ngữ này. Nhưng tinh thần lực của rồng đen nhỏ rất mạnh, lời nó nói sẽ được tinh thần lực mạnh mẽ phiên dịch ngay tại chỗ cho người nghe. Tống Thư Hàng. Hình ảnh dính giường này thật quen thuộc, trước kia hắn cũng thế này. Ngày nào cũng phải dậy sớm để đi học, gian nan lắm mới rời giường nổi. Ngươi tỉnh dậy ngay cho ta. Bạch Tiền Bối Tu nắm lấy đuôi của rồng đen nhỏ, quay nó điên cuồng như quay một sợi dây thừng. Sau khi bị quay mấy chục vòng, lúc này rồng đen mới mơ màng mở mắt ra. Vừa thấy Bạch Tiền Bối Tu, nó lập tức nhe răng há mồm muốn cắn người theo bản năng.
nhưng động tác cắn người mới làm được một nửa, rồng đen bỗng cứng còng cả người, rút đầu lại, kinh sợ không thôi. Tỉnh chưa? Bạch tiền bối thu hỏi. Tỉnh rồi. Rồng đen nhỏ lập tức gật đầu đáp. Vậy thì dùng Hắc Long luyện giới pháp, thu nhỏ mảnh vỡ thiên đình viễn cổ trước mắt lại. Bạch tiền bối tu chỉ vào mảnh vỡ hạ cung ở trước mắt rồi nói. Rồng đen nhìn hạ cung to lớn trước mắt, gật đầu một cái, sau đó tung người bay về phía trước. Thư Hàng, người mở quyền hạn của nhân viên quản lý động thiên phúc địa cho rồng đen đi, như vậy thì khi thi triển Hắc Long luyện giới pháp, nó mới không bị phòng ngự của động thiên phúc địa ngăn trở. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng nghe lời, mở quyền quản lý động thiên cho rồng đen. Rồng đen bay lên phía trên hạ cung. Sau đó thân hình nó kéo dài vô hạn, hóa thành một sợi tơ cực kỳ nhỏ. Sau khi thân thể hóa thành sợi tơ, thân thể nó duỗi ra, đầu nối với đuôi, tạo thành một vòng tròn lơ lửng trên bầu trời hạ cung. Tiếp đó cũng không thấy có dao động pháp lực gì cả, vậy mà hạ cung to lớn lại bắt đầu thu nhỏ lại. Hạ cung vốn là một mảnh vỡ của thiên đình viễn cổ, sau khi rơi xuống thì bị các bậc tiền bối của Nho gia tìm được, dùng bí pháp chế tạo thành một cái động thiên phúc đất. Hiện tại dưới tác dụng của Hắc Long luyện giới pháp, hạ cung hiện ra nguyên hình, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lại. Toàn bộ hạ cung với diện tích 50.000 thước vuông, bao gồm cả lầu các, trận pháp mà Nho gia xây lên sau này đều thu nhỏ lại theo tỷ lệ. Cuối cùng hạ cung biến thành một khối lớn chừng bàn tay, bị thân thể của rồng đen quấn vòng quanh, từ trên không trung rơi xuống. Bạch tiền bối tu tiếp lấy rồng đen, quay qua nói với Tống Thư Hàng. Đi thôi. Đi vào thế giới của ngươi, để vật thể vẫn duy trì trạng thái thu nhỏ, rồng đen không thể rời khỏi vật thể bị thu nhỏ. Hơn nữa hạ cung là một bộ phận của thiên đình viễn cổ, rồng đen đã thu nhỏ nó lại nhưng duy trì không được bao lâu đâu. Nếu là thiên đình viễn cổ hoàn chỉnh, hoặc chỉ là một tòa cung điện hoàn chỉnh, rồng đen cũng không thể thu nhỏ lại được. Ta rõ rồi. Tống Thư Hàng đồng ý niệm, mang cả bạch tiền bối thu, rồng đen và hạ cung đã thu nhỏ vào trong thế giới hạch tâm. Hình như thế giới hạch tâm của hắn lại rộng ra thêm một chút thì phải. Từ khi dung hợp với Điện Hàn Đông, ngày nào thế giới hạch tâm cũng sẽ rộng ra chút ít. Đặt hạ cung này ở đâu đây? Bạch tiền bối tu dò hỏi. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút. Hay là để cạnh Điện Hàn Đông, mở rộng diện tích ra thêm chút nữa? Bạch tiền bối tu trêu ghẹo nói. Nếu ngươi muốn đặt hạ cung bên cạnh Điện Hàn Đông, chỉ bằng cứ sắp xếp theo thứ tự xuân hạ thu đông luôn đi. Đặt nó vào vị trí cách Điện Hàn Đông một khoảng. Nếu sau này ngươi đoạt được cung điện mùa thu thì có thể bỏ vào chỗ trống đó. Ta không có đam mê sưu tập. Tống Thư Hàng cười nói. Nhưng hắn vẫn tiếp thu đề nghị của bạch tiền bối tu, trong thế giới hạch tâm chọn một vị trí cách Điện Hàn Đông một khoảng, sau đó đặt hạ cung vào. Bạch tiền bối tu ra lệnh cho rồng đen thả hạ cung vào rìa thế giới hạch tâm. Rồng đen thả hạ cung xuống, lui người về phía sau. Ngay sau đó, thể tích của hạ cung tăng vọt, khôi phục lại diện tích 50.000 thước vuông như lúc trước. Sau khi hạ cung mở rộng, tổng diện tích của thế giới hạch tâm cũng được mở rộng ra giống y như lúc bỏ Điện Hàn Đông vào thế giới hạch tâm. Bí pháp luyện giới của rồng đen rất thần kỳ, không chỉ rời toàn bộ hạ cung mà còn rời cả trận pháp cấm chế phía trên hạ cung vào, không thiếu cái nào cả. Xong, đến cái kế tiếp nào? Bạch tiền bối tu nói. Động thiên phúc địa tiếp theo ở đâu? Tống Thư Hàng lấy điện thoại rồi mở bản đồ ra, đưa địa chỉ cho bạch tiền bối tu xem. Rồng đen khẽ ngẩng đầu, cái kế tiếp, vẫn còn một cái nữa à? Nó cảm giác nhất định là mình đang gặp ác mộng rồi. Một cơn ác mộng mà trong đó, nó bị đại năng cửu U Hùng Mạnh bắt tới làm cu li. Nhờ có năng lực không gian của bạch tiền bối tu, chẳng mấy chốc Tống Thư Hàng và rồng đen đã đến vị trí động thiên phúc địa kế tiếp. Năng lực không gian không hổ là năng lực di chuyển nhanh nhất. Có kinh nghiệm thu nhỏ hạ cung trước đó, về sau động thiên phúc địa thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng lần lượt bị chuyển vào thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Tổng diện tích của thế giới hạch tâm không ngừng tăng vọt. Đặc biệt là sau khi dung nhập mấy mảnh vỡ linh tuyền vào trong thế giới hạch tâm, Tống Thư Hàng cảm giác linh khí trong thế giới hạch tâm lại nồng đậm thêm một bậc. Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra xem giờ. Hiện tại đã là 3 giờ 46 rạng sáng. Với tiến độ này, hắn có thể rời hết 10 mảnh vỡ thiên đình viễn cổ vào trong thế giới hạch tâm trước khi trời sáng. Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ở bên kia, trong lúc tà ma chuột hamster còn đang xoắn xít không biết có nên tè lên giường của Tống Thư Hàng,
đột nhiên nó cảm ứng được có người đến gần phòng của Tống Thư Hàng. Sau đó có một người đẩy cửa vào. Là vị thiếu nữ văn học Diệp Tư, thân phận phụ là một đầu hai tay trong chế độ ba đầu sáu tay của Tống Thư Hàng, thân phận chính là linh quỷ của Tống Thư Hàng. Thư Hàng, người ngủ rồi à? Diệp Tư lên tiếng nói. Ừ. Chuột hamster khẽ đáp một tiếng. Nhiệm vụ của nó là mô phỏng thành hình dạng của Tống Thư Hàng, yên lặng ngủ một giấc, không được để người khác lật tẩy. Mặc dù không biết chủ nhân muốn nó làm như vậy là có ý gì, nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, nó chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ là được. À, vậy ta trở về trong thân thể ngươi nghỉ ngơi đây, hôm nay luyện chế thức ăn linh thú cả ngày, mệt quá. Diệp Tư duỗi người nói. Chít chít chờ một chút. Đại sự không ổn rồi. Diệp Tư là linh quỷ của Tống Thư Hàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong cơ thể Tống Thư Hàng. Nhưng mà nó là hàng giả. Mặc dù bây giờ trên người nó mang theo chiếc vòng mà chủ nhân cho, trong mắt người khác, nó chính là Tống Thư Hàng. Nhưng nếu Diệp Tư chui vào trong thân thể nó nhất định sẽ bị lộ tẩy. Không được, có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho nó. Tuyệt đối không thể để linh quỷ của Tống Thư Hàng phát hiện ra nó là hàng giả được. Làm sao đây, làm sao đây? Đúng rồi. Hai mắt chuột hamster đột nhiên sáng lên, sau đó nó khẽ phun ra một ngụm chọc khí. Ngay lúc Diệp Tư đến gần nó, muốn chui vào trong cơ thể nó, chuột hamster đột nhiên chìa tay ra xua liên tục. Đợi đã, Diệp Tư, ngươi đừng qua đây. Diệp Tư tò mò nhìn Tống Thư Hàng trước mắt, sau đó cô nhíu mày, cô có cảm giác Tống Thư Hàng trước mắt thiếu đi cái gì đó. Hơn nữa, hình như Tống Thư Hàng trước mắt đang tránh né cô, luôn cố gắng duy trì khoảng cách với cô. Cô lập tức cảm ứng khế ước linh quỷ, nhưng cảm ứng do khế ước linh quỷ truyền tới cũng không xảy ra vấn đề gì, có điều cô lại cảm thấy hình như sự ăn ý giữa mình và Tống Thư Hàng đã biến mất rồi. Chờ một chút, ta tè dầm. Tà ma chuột hamster hơi cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói. Diệp Tư, không gạch dưới không? Ta sợ ý tè dầm rồi. Diệp Tư, ngươi chờ một chút. Đừng vội tiến vào trong cơ thể ta. Cho ta chút thời gian, để ta dọn dẹp giường, thay quần áo khác trước đã. Chuột hamster cố nặn ra vẻ mặt ngượng ngùng. Chít chít, thật thoải mái. Cảm giác được tè lên giường của Tống Thư Hàng thật tuyệt vời. Nếu ngày mai, tin tức Tống Thư Hàng 18 tuổi chẳng còn tè dầm truyền đi khắp nơi thì càng tuyệt hơn nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tống Thư Hàng bị gắn cho cái danh hàng tè dầm, tà ma chuột hamster cảm thấy chuyện mình vứt bỏ tự tôn. Tự biên tự diễn ra màn kịch tè dầm này cũng rất đáng giá. Diệp Tư đờ đẫn rời khỏi phòng. Sau đó cô mơ màng đi xuống sân ở dưới lầu. Trong sân, Bạch Tôn giả đang giải đống thức ăn linh thú mới vừa luyện chế xong vào không trung cho đám kiếm cổ vô hình kia ăn. Thấy Diệp Tư mới đi đã trở lại, Bạch Tôn giả NGS hoặc hỏi. Ủa, Diệp Tư, sao ngươi lại trở lại đây? Ngươi nói là muốn về chỗ Tống Thư Hàng nghỉ ngơi mà. Thư Hàng hắn tè dầm. Diệp Tư đáp. Bạch Tôn giả. Ngươi nói cái gì? Tống Thư Hàng tè dầm. Ừ, Thư Hàng nói mình tè dầm, bảo ta tránh đi một chút để hắn dọn dẹp giường. Diệp Tư nói, hơn nữa cô thực sự ngửi thấy mùi nước tiểu thoang thoảng trong phòng. Bạch Tôn giả nhíu mày. Ngươi có chắc người mà ngươi thấy được là Tống Thư Hàng không? Nói thế nào Tống Thư Hàng cũng là một tu sĩ tam phẩm đỉnh phong. Năng lực tự kiềm chế thân thể rất mạnh. Ngay cả nam tử nhân loại trưởng thành bình thường, nếu không có bệnh gì thì cũng sẽ không tè dầm, chớ nói chi là tu sĩ tam phẩm đỉnh phong. Nghe Bạch Tiền Bối nói vậy, ta cũng có cảm giác hôm nay Tống Thư Hàng hơi lạ, cứ thấy hắn thiếu đi chút gì ấy. Diệp Tư gật đầu nói. Đi, để ta đi qua nhìn thử xem. Bạch Tôn giả búng tay một cái, 1000 con kiếm cổ phân tán ra, bao vây kín cả căn hộ. Đồng thời Bạch Tôn giả cũng mở đại trận toàn phòng ngự của cả căn hộ ra để phòng ngừa đối phương chạy thoát. Bên kia, trong động thiên phúc địa thứ 9, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối Thu đang chuẩn bị thu nhỏ động thiên thứ 9, chính là tảng đá thuộc phần nền móng của thiên đình viễn cổ lại. Nhưng ngay lúc này, Bạch Tiền Bối Thu đột nhiên nhíu mày. Ôi chao, sắp bị lộ tẩy rồi. Thư Hàng, chúng ta trở về trước đã. Xảy ra chuyện gì sao? Tống Thư Hàng thắc mắc. Sau khi mang ngươi đi vào đường ngầm không gian rời đi, vì sợ các đạo hữu ở chung với ngươi lo lắng, cho nên ta đã ra lệnh cho chuột hamster ngụy trang thành bộ dạng của ngươi, bảo nó làm bộ như đang ngủ. Nhưng bây giờ chuột hamster sắp bị lộ tẩy rồi,
giờ ta mang ngươi trở về trước để ngươi ứng phó cái đã. Lát nữa ta lại âm thầm mang ngươi đi, tiếp tục thu mấy cái động thiên còn lại. Bạch Tiền Bối Tu nói. Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng còn chưa lên tiếng, Bạch Tiền Bối Tu đã vung tay đưa hắn trở lại trong phòng ngủ. Sau khi về tới phòng của mình, Tống Thư Hàng phát hiện trong phòng có một Tống Thư Hàng giống ý hệt hắn đang dọn chăn, trên chăn còn có một mảng ướt lờ mờ. Ha ha, Thư Hàng, người trở lại rồi đấy à, tốt quá. Vậy chuyện ở đây giao cho ngươi tự mình giải quyết đấy. Tà ma chuột hamster vui vẻ nói. Ngươi đang làm gì đấy? Tống Thư Hàng hỏi. Ta tè dầm. Tà ma chuột nghiêm túc nói. Hơn nữa, ta là dùng thân phận của ngươi để tè dầm, còn nói chuyện tè dầm này cho linh quỷ Diệp Tư tiên tử của ngươi biết nữa. Tống Thư Hàng. Bây giờ chắc linh quỷ ngươi đã sinh nghi, sắp trở lại rồi đó. Chính ngươi giải thích chuyện tè dầm với cô ấy đi. Vậy nhé, ta đi đây. Nói xong, tà ma chuột hamster ném tấm chăn tè ướt cho Tống Thư Hàng. Sau đó nó nhanh chóng tháo chiếc vòng trên cổ xuống, khôi phục hình dạng bản thể là chuột hamster rồi chui vèo xuống dưới gầm giường, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Ngươi đi ra đây, tên khốn kiếp, ngươi đi ra đây cho ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Tống Thư Hàng cả giận nói. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Diệp Tư và Bạch Tôn giả tiến vào phòng. Tống Thư Hàng đứng cạnh mép giường, trong tay còn xách tấm khăn trải giường bị tè ướt, nhìn Bạch Tiền Bối và Diệp Tư mới tiến vào. Thư Hàng. Diệp Tư hỏi. Lần này cô có thể cảm giác được Tống Thư Hàng trước mắt rất chính hãng, cảm giác ăn ý quen thuộc thông qua khế ước linh quỷ giữa cô và Tống Thư Hàng đã khôi phục như thuộc. Bạch Tôn giả. Ừ, không có vấn đề gì cả, chính là bản thân Tống Thư Hàng. Cho nên chuyện tè dầm là do chính Tống Thư Hàng làm ra sao? Này, ta nói vụ tè dầm này không phải là ta làm, người có tin không? Tống Thư Hàng vừa rũ tấm khăn trải giường vừa hỏi. Diệp Tư. Tống Thư Hàng. Diệp Tư, đừng có im lặng như thế. Thế ai là người tè dầm? Bạch Tôn giả hỏi. Là một con chuột hamster thích đùa dai, mới vừa để nó cho chạy mất rồi. Lần tới mà bắt được nó, ta phải thiến nó cho hạ giận. Tống Thư Hàng nghiến răng nói. Chờ hắn vượt qua thiên kiếp tứ phẩm xong, sẽ đến phiên hắn gửi thư khiếu chiến cho con tà ma chuột hamster kia, đến lúc đó hắn không chỉ phá nát chiêu thiên ngoại phi ma của nó, còn muốn đánh nó tè ra quần luôn. Nếu con chuột này thích tè dầm như vậy, hắn nhất định phải bắt nó tè cho đã ngay trước mặt mọi người. Bên kia, động thiên phúc địa thứ 9, phía trước tảng đá to lớn từng là nền móng của thiên đình viễn cổ. Bạch Tiền Bối Tu giơ chân đá mấy cái vào tăng đá nền móng này. Nền móng của thiên đình viễn cổ sao? Bạch Tiền Bối Tu lẩm bẩm nói. Thiên đình viễn cổ thành lập sau khi Nho Môn suy bại. Sau khi Nho Môn thánh nhân tranh đoạt thiên đạo thất bại, thiên đế thần bí tụ tập một đám đạo hữu, bắt đầu từng bước thành lập thiên đình viễn cổ. Thiên đình viễn cổ trở thành đạo của thiên đế. Khi thiên đình viễn cổ hoàn thành, thiên đế theo đó cũng trở thành người đứng đầu tu chân giới năm đó sau đời của Nho Môn thánh nhân. Trước đó cảm ứng được trên người Tống Thư Hàng có khí tức thời đại viễn cổ kỳ quái, hóa ra là do dính phải từ nơi này. Bạch Tiền Bối Tu nhẹ giọng nói. Theo như Bạch Tiền Bối Tu kiểm tra, khối nền móng thiên đình viễn cổ nhìn như tầm thường này rất có thể là nguyên thạch vào thời đầu lúc thiên đế xây dựng thiên đình. Có thể nói thứ này chính là nền tảng trong nền tảng của thiên đình viễn cổ. Tống Thư Hàng nhận lấy khối nền móng thiên đình này từ trong tay Nho ra, trở thành chủ nhân của động phủ này, trên người dính vào khí tức thời đại viễn cổ. Chính vì luồng khí tức thời đại viễn cổ này mới khiến cho Bạch Tiền Bối Tu chú ý tới. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Bạch Tiền Bối Tu nói. Nếu như nói tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp, vậy thì phải chăng sự trùng hợp này có chút quá mức rồi? Chương 996, Giáo viên A Thập Lục. Ban đầu là Điện Hàn Đông. Sau đó là Hạ Cung và tám mảnh vỡ thiên đình viễn cổ khác, rồi giờ đến khối nền tảng của thiên đình thời kỳ đầu ở trước mắt đây. Quá trình này thật giống như thiên đình viễn cổ muốn xây dựng lại. Bạch Tiền Bối Tu lại cẩn thận kiểm tra khối nền tảng của thiên đình thời kỳ đầu này một lần, trên đó không có thủ đoạn ngầm do ai lưu lại cả. Hơn nữa bởi vì nó là mảnh vỡ, trận pháp và phù văn khác trên đó cũng khuyết thiếu không trọn vẹn, không thể dựa vào đó để tìm ra được manh mối hữu dụng gì. Bạch Tiền Bối Tu. Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể lấy được chút ít tin tức về thiên đình viễn cổ chứ. Hắn cảm thấy khá hứng thú với thiên đình viễn cổ, bởi vì nó rất có thể có liên quan đến sự sắp đặt của đời thiên đạo nào đó.
chẳng qua là sự kiện thiên đình viễn cổ sinh ra ở chủ thế giới. Thân là chúa tể cửu U, quanh năm suốt tháng hắn chỉ ở trong thế giới cửu U nên không biết nhiều về thiên đình viễn cổ cho lắm. Được rồi, chuyện này trước để xuống một cái. Chỉ cần khối này lúc ban đầu cơ thạch thượng không có người khác lưu lại ám thủ, Tống Thư Hàng đem nó thu vào đến thế giới hạch tâm, cũng sẽ không bại lộ thế giới hạch tâm bí mật. Bạch tiền bối tu nhẹ giọng nói. Thế giới hạch tâm thông với thế giới tà liên, nếu như bị hạng người giấu đầu giấu đuôi phát hiện ra bí mật này thì sẽ rất phiền toái. Rồng đen, thu nhỏ khối nền tảng này lại. Bạch tiền bối tu nói. Rồng đen kéo lê thân thể mệt mỏi, lần nữa thi triển bí pháp thiên phú, thu nhỏ khối nền tảng thiên đình này lại. Sao cơn ác mộng làm cu ly này vẫn chưa chấm dứt vậy? Đúng là số khổ, sống không nổi nữa mà. Ngay lúc nó âm thầm kêu khổ, bạch tiền bối tu bỗng nhẹ nhàng đặt tay lên người nó, một luồng lực lượng cửu u chí cực chảy vào trong cơ thể nó. Bao nhiêu mệt mỏi uể oải trong người đều bị quét sạch, thậm chí rồng đen còn kiếm được món lời không nhỏ từ luồng lực lượng cửu u này. Sau khi thu nhỏ khối nền tảng này, cố gắng giữ trạng thái thu nhỏ trong một khoảng thời gian, ta muốn dùng lực lượng không gian mang nó vào hiện thế. Bạch tiền bối tu cười nói. Rồng đen gật đầu thật mạnh, có luồng lực lượng cửu u tinh thuần nồng đậm chí cực này bắp vào, nó hoàn toàn có thể giữ cho khối nền tảng của thiên đình này vẫn duy trì trạng thái thu nhỏ trong một lúc sau khi rời khỏi thân thể nó. Bên kia, Tống Thư Hàng gian nan giải thích rõ sự kiện tè dầm với Bạch Tôn Giả và Diệp Tư. Bạch Tôn Giả như có điều suy nghĩ quan sát phòng của Tống Thư Hàng, hắn đã bố trí kết giới xung quanh căn hộ, vậy mà con chuột hamster kia lại biến mất tăm. Chẳng lẽ nó sử dụng lực lượng không gian tới, sau đó lại biến mất sao? Ngay lúc Bạch Tôn Giả đang suy tư, đột nhiên một cổng không gian bỗng dưng xuất hiện ở ngay trước mặt Tống Thư Hàng. Sau đó một tảng đá bị thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay từ trong cổng không gian bay ra, rơi vào trong tay Tống Thư Hàng. Tảng đá này chính là nền tảng thiên đình bị thu nhỏ. Ai đấy? Bạch Tôn Giả nhìn về phía cổng không gian. Nhưng bên trong cổng không gian tối đen như mực, trông giống như vực sâu, sâu không thấy đáy. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói nhu hòa từ chỗ sâu trong cổng không gian truyền ra, giọng điệu thâm trầm. Bạch Tôn Giả. Thiếu nữ văn học Diệp Tư nháy mắt, miệng bất giác trả lời. Ta biết câu này, đây là câu nói của nhà triết học người Đức Friedrich Wilhelm Nietzsche, ta mới xem qua cách đây không lâu. Cái gì, chờ đã, lời này có người nói qua rồi à? Ta còn tưởng mình là người đầu tiên nói ra lời này chứ. Bên trong cổng không gian, giọng nói kia buồn bực nói. Sau đó cổng không gian bỗng đóng ầm lại. Bạch tiền bối tu định cách cổng không gian làm màu ra vẻ, kết quả là làm màu thất bại, sau đó thẹn quá nên đóng cổng không gian lại. Tống Thư Hàng. Là ai đấy? Bạch Tôn Giả tò mò xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vung tay chuyển khối nền tảng bị thu nhỏ vào trong thế giới hạch tâm, sau đó thở dài nói. Là Bạch tiền bối tu. Người mà ta đã nói cho ngài biết cách đây không lâu. Ồ, hắn không tới à? Bạch Tôn Giả hiếu kỳ hỏi. Ta có biết đâu? Tống Thư Hàng đáp. Nói thật cho đến bây giờ, Tống Thư Hàng vẫn không nắm rõ được lối suy nghĩ của Bạch Tôn Giả cũng như là của Bạch Tiền Bối Tu, suy nghĩ của hai người này cực kỳ khó đoán. Một giây trước vẫn còn nói chuyện một cộng một bằng mấy, một giây sau lại lập tức chuyển sang chủ đề triết học. Nhưng vừa rồi, hắn cảm giác có vẻ như Bạch Tiền Bối Tu muốn thông qua đường ngầm không gian để thể hiện, nhưng sau khi màn thể hiện thất bại, Bạch Tiền Bối Tu lại chuồn mất tiêu. Diệp Tư tò mò hỏi. Bạch Tiền Bối Thỏ tìm chúng ta có chuyện gì không? Ban đầu ngài ấy đến đây là để tặng mẫu pháo của Diệt Thần Pháo cho ta. Dứt lời, Tống Thư Hàng giơ tay chạm nhẹ vào pháp khí chuỗi đeo tay, ngay sau đó Diệt Thần Pháo dữ tợn xuất hiện ở trong phòng. Diệt Thần Pháo. Bạch Tôn Giả đứng trước Diệt Thần Pháo nghiên cứu phù văn trên đó, sau đó hắn xoa cảm suy tư. Phù văn trên Diệt Thần Pháo đã mang đến một nguồn cảm hứng lớn lao cho hắn. Đây là pháp khí hình pháo mà Bạch Tiền Bối Thỏ đã sử dụng trong chuyến đi cấm địa lần trước. Đúng rồi, hắn quả thật có hứa là sẽ tặng cho ngươi một cái. Diệp Tư gật đầu nói. Sau đó, hắn lại giúp ta thu nhỏ mấy động thiên phúc địa mà Nho Gia đã tặng trước đó, ta chuyển chúng vào trong thế giới hạch tâm. Tống Thư Hàng nói, chuyện thế giới hạch tâm biến hóa không thể gạt được Diệp Tư và Bạch Tôn Giả. Diệp Tư và Tống Thư Hàng là một thể, cô ấy có thể tùy ý ra vào thế giới hạch tâm,
Bạch tiền bối cũng là khách quen của thế giới hạch tâm. Bọn họ vừa tiến vào thế giới hạch tâm, tự nhiên sẽ phát hiện ra thế giới hạch tâm có biến hóa. Giống như lúc Thu Điện Hàn Đông vậy hả? Hai mắt Diệp Tư sáng lên, cô nói. Chắc bây giờ thế giới hạch tâm lớn hơn nhiều lắm nhỉ? Về tổng diện tích quả thật đã tăng lên rất nhiều. Vừa hay ta mới chuyển khối nền tảng thiên đình cũng là động thiên phúc địa thứ 10 vào trong thế giới hạch tâm. Giờ chúng ta đi vào xem thử, đồng thời đặt khối nền tảng này vào vị trí thích hợp luôn. Tống Thư Hàng đề nghị. Được. Bạch Tôn Giả đứng dậy nói. Vừa rồi hắn đã quét qua phù văn trên diệt thần pháo, cũng nhớ kỹ toàn bộ cấu tạo của chúng. Kỹ thuật chế tạo diệt thần pháo rất cổ xưa, phù văn trên đó chỉ sợ thuộc về kỹ thuật thời đại thượng cổ trước khi thiên đình viễn cổ ra đời. Rất cổ xưa, nhưng cũng rất sáng tạo. Bạch Tôn Giả rất thỏa mãn. Thế giới hạch tâm. Tống Thư Hàng, Diệp Tư, Bạch Tôn Giả xuất hiện ở bên cạnh suối nguồn sự sống trong thế giới hạch tâm. Hạ cung, ngọn núi kiếm ý đạo ý, ốc đảo, năm linh tuyền, mảnh vỡ huyễn thành được sắp xếp theo thứ tự, tọa lạc tại rìa của thế giới hạch tâm. Còn khối nền tảng thiên đình kia thì đang nằm yên tĩnh cạnh suối nguồn sự sống trong thế giới hạch tâm. Tống Thư Hàng lại nhặt nó lên. Nên đặt khối nền tảng thiên đình này ở vị trí nào mới thích hợp đây? Nếu là khối nền tảng hay thả vào phần đáy của thế giới hạch tâm có được không? Diệp Tư đề nghị. Cũng đúng. Tống Thư Hàng gật đầu một cái. Sau khi gia nhập mảnh vỡ thiên đình, thế giới hạch tâm không ngừng mở rộng. Nhưng vị trí mở rộng lại không có nền tảng, cảm thấy không an toàn lắm. Khối nền tảng thiên đình này tới rất đúng lúc. Thế giới hạch tâm, có thể chuyển khối nền tảng này đến phần nền không? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Sau đó thế giới hạch tâm khẽ chấn động, rễ hoa sen lại xuất hiện, cuốn lên khối nền tảng thiên đình trong tay Tống Thư Hàng rồi đưa vào phần đáy phía dưới các mảnh vỡ thiên đình kia. Sau khi đặt vào vị trí thích hợp, khối nền tảng thiên đình thời kỳ đầu này bắt đầu khôi phục nguyên trạng, điên cuồng biến lớn lên. Đá nền tảng, hạ cung, điện Hàn Đông, ngọn núi kiếm ý đao ý, sa mạc ốc đảo, mảnh vỡ huyễn thành, năm linh tuyền liên hợp với nhau, sinh ra cộng minh. Sau đó lượng linh lực khổng lồ từ trong các mảnh vỡ thiên đình tràn ra, nồng độ linh lực trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng lại tăng vọt. Có cảm thấy chỗ nào khác thường không? Bạch Tôn Giả quay qua hỏi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lắc đầu. Bạch Tôn Giả nói. Sao ta cứ có cảm giác là thiên đình viễn cổ muốn xây dựng lại Thư Hàng, người có muốn tiếp tục thu thập mảnh vỡ thiên đình nữa không? Có nguy hiểm không Bạch tiền bối? Tống Thư Hàng hỏi. Tạm thời không nhìn ra nguy hiểm gì. Trên mấy mảnh vỡ thiên đình viễn cổ này cũng không có thủ đoạn ngầm do ai lưu lại. Ngược lại có vẻ như giữa các mảnh vỡ thiên đình đang kết nối tạo thành một chỉnh thể, giúp cho linh lực trong thế giới hạch tâm càng nồng đậm hơn. Bạch Tôn Giả đáp. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu gặp được mảnh vỡ thiên đình thì cứ thu, còn không gặp được thì thôi, không cố ý cưỡng cầu gì hết. Tống Thư Hàng đáp. Ừ, loại tâm tính không cố ý cưỡng cầu này của ngươi rất tốt. Sau khi suy nghĩ một chút. Bạch Tôn Giả ói. À Thư Hàng này, người còn nhớ thiên giới giao trì mà chúng ta lấy được lúc trước không? Nhớ chứ. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Bạch Tôn Giả. Thiên giới giao trì đó cũng là một bộ phận của thiên đình viễn cổ đấy, hay là thử chuyển nó vào trong thế giới hạch tâm của ngươi luôn? Hắn rất muốn biết khi thiên giới giao trì và các mảnh vỡ thiên đình trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng kết hợp lại với nhau sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Nhưng phải là người có thực lực từ tôn giả trở lên mới có thể chống đỡ nổi thiên giới giao trì, mới có thể giữ nó không tan vỡ mà. Tống Thư Hàng hỏi. Cũng đúng vậy thì cứ để nó đó đi, chờ ngươi tấn thăng lên cảnh giới tôn giả hoặc là có bảo vật có thể thay thế lực lượng tôn giả, đến lú đó lại chuyển thiên giới giao trì qua đây. Bạch Tôn Giả đáp. Vậy Bạch tiền bối ngài có muốn thứ gì không? Tống Thư Hàng hỏi. Trong nhóm Cửu Châu số 1. Giữa các thành viên luôn giữ vững quan niệm có trả giá mới có hồi báo, Tống Thư Hàng cũng đã quen với quan niệm này của nhóm Cửu Châu số 1. Thứ ta muốn tạm thời chưa nghĩ ra, dù sao còn lâu mới rời thiên giới giao trì vào đây mà, chờ đến lúc rồi nói cũng được. Bạch Tôn Giả đáp, đúng lúc hắn đang định nghiên cứu kỹ thiên giới giao trì, chờ hắn nghiên cứu xong lại chuyển nhượng cũng không muộn. Sau khi bố trí xong mảnh vỡ nền tảng thiên đình, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả chuẩn bị ra khỏi thế giới hạch tâm. Thư Hàng, chờ chút đã. Lúc này, Diệp Tư đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Tống Thư Hàng hỏi. Bản thân ta có điểm khác thường. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Tư nói. Mới vừa rồi,
ngay lúc các mảnh vỡ thiên đình viễn cổ tập hợp cùng với nhau trong thế giới hạch tâm, ta nhìn cấu tạo của những mảnh vỡ thiên đình viễn cổ này, trong lòng bỗng có chút lĩnh ngộ, tiếp theo ta muốn đánh vào cảnh giới chân quân lục phẩm. Đánh vào cảnh giới chân quân lục phẩm, có nghĩa là muốn độ thiên kiếp ấy hả? Tống Thư Hàng hỏi. Ừ, nhưng trước khi độ kiếp, ta phải đi bế quan một đoạn thời gian để điều chỉnh trạng thái. Ngoài ra, tốt nhất là ta trở về Bích Thủy Các một chuyến. Diệp Tư trả lời. Bây giờ lên đường luôn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đúng lúc trong tay hắn có công pháp phụ trợ mà Bắc Phương Đại Đế đưa, phải giao cho Lý Âm Trúc, vậy thì đi theo Diệp Tư đến Bích Thủy Các một chuyến luôn. Diệp Tư, bây giờ ta sẽ lên đường trở về Bích Thủy Các luôn, có điều lần này ta sẽ trở về một mình. Tại sao? Bạch Tôn Giả ở bên cạnh giải thích. Bởi vì chính ngươi cũng sắp độ kiếp, nếu ngươi và Diệp Tư tiếp tục ở chung với nhau, thiên kiếp tam tấn tứ và thiên kiếp ngữ tấn lục cùng nhau giáng xuống, uy lực có thể sẽ tăng lên gấp đôi. Cũng đúng Diệp Tư, lần này ngươi trở về thì giao công pháp này cho Lý Âm Trúc, để cho cô ấy bắt đầu tu luyện. Chờ thêm chút thời gian, Bắc Phương Đại Đế sẽ mở lò luyện đan, đến lúc đó sẽ có hy vọng loại bỏ hàn chứng trong người cô ấy. Tống Thư Hàng lấy huyền băng mà Bắc Phương Đại Đế đưa, giao cho Diệp Tư. Ta biết rồi. Diệp Tư gật đầu. Lúc độ thiên kiếp tam tấn tứ, chính ngươi phải chú ý an toàn đó. Vốn là có cô ở đây, cô có thể trợ giúp Tống Thư Hàng độ kiếp, nhưng bây giờ cô rời đi, không thể trợ giúp Tống Thư Hàng được rồi. Yên tâm đi, chỉ là thiên kiếp tam tấn tứ thôi mà, nhất định ta có thể bình an vượt qua. Hơn nữa trong tay ta còn có tài liệu mà Linh Điệp tiền bối phân tích về thiên kiếp tam tấn tứ mà, ngươi không cần lo lắng cho ta đâu. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. 6 giờ sáng, Diệp Tư đứng dậy trở về Bích Thủy Các, trước khi cô đi, Tống Thư Hàng giao Thánh Nhân Kinh Văn cho cô. Hắn có cảm giác lần này Diệp Tư độ kiếp sẽ cần dùng tới Thánh Nhân Kinh Văn, loại trực giác của tu sĩ này rất linh nghiệm. Diệp Tư từ chối mãi mà không được, cuối cùng đành phải nhận lấy Thánh Nhân Kinh Văn. Sau khi nói lời tạm biệt với Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối và Tiểu Thải, cô lập tức rời khỏi căn hộ của Dược Sư. 7 giờ sáng. Sau khi kết thúc tu luyện sáng, Bạch Tiền Bối lấy chiếc limousine ra, bóp kèn ý bảo Tống Thư Hàng lên xe. Đồng thời, bé Thi sống chung với mấy người Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba mấy ngày nay cũng trở lại, quá giang xe của Bạch Tiền Bối đi đến trường. Bạch Hạc Chân Quân vẫn không rõ tung tích. Chiếc limousine dài 10 mét khởi động, đi đến Đại học Giang Nam. Nhìn người đi đường và sinh viên của Đại học Giang Nam ở ngoài cửa xe, Tống Thư Hàng cảm giác kỳ nghỉ hè của mình cứ như một giấc mơ dài. Bá đao Tống Nhất Đạo Hữu, tu sĩ tam phẩm đỉnh phong. Tống Thư Hàng, sinh viên năm 2 của Đại học Giang Nam. Nghĩ tới lại thấy thú vị. Tinh tinh. Lúc này bên tai bỗng truyền đến tiếng kèn xe hơi. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, sau đó hắn thấy ở bên trái cũng có một chiếc limo dài 10 mét lái tới, đỗ song song với xe của Bạch Tôn Giả. Sao trùng hợp vậy, cũng có một chiếc limo đến đây. Lúc này chiếc limo màu đen hạ kính xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Chủ nhân của khuôn mặt nhỏ nhắn này lộ ra nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại như trăng khuyết. A Thập Lục. Tống Thư Hàng kinh ngạc kêu lên. Cô gái trong xe limo màu đen chính là Tô Thị A Thập Lục mới độ kiếp xong. Sao A Thập Lục cũng chạy tới Đại học Giang Nam thế này? A Thập Lục, người cũng chuyển trường đến Đại học Giang Nam hả? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Không phải. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, sau đó chỉ vào bộ âu phục tinh xảo trên người mình rồi nói. Ta xin vào Đại học Giang Nam làm giáo viên khoa mỹ thuật. Tống Thư Hàng. Chương 997, Thiếu Nữ Tâm Lão Gia Tử. Tô Thị A Thập Lục làm lão sư. Vọng Thiên nói thật, Tô Thị A Thập Lục mặt mỏng, nhìn qua đơn giản giống như là học sinh cấp 3, khi sinh viên đều chê bé, không nghĩ tới nàng vậy mà chạy tới làm lão sư. Đến lúc đó, Giang Nam Đại học Thành Mỹ Thuật hệ các học sinh khi đi học, đột nhiên phát hiện lão sư của mình nhìn qua như vậy kiều tiểu khả ái lúc, không biết trong lòng hội là thế nào một loại cảm thụ. Chớ xem thường ta, Tô Thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ hơi ngửa nói, ta hỏa kỹ rất mạnh. Tống Thư Hàng cười nói, thật sự, mạnh bao nhiêu? Ha ha, nhà chúng ta tiểu thập lục thế nhưng là từng bái Cực Hạo Thư Viện, Hỏa Vương Hy Tiên Sinh vi sư, nàng hỏa kỹ từng chiếm được Hy Tiên Sinh thừa nhận, hoàn toàn chính xác xưng thượng rất mạnh, hai chữ. Lúc này, ngồi ở A Thập Lục bên người Tô Thị A Thất cười nói. Cực Hạo Thư Viện danh tự nghe xong, chính là tu sĩ giới nào đó môn phái tên. Hỏa Vương Hy Tiên Sinh tên tuổi,
Tống Thư Hàng mặc dù chưa từng nghe qua. Nhưng là, có thể bị đạo hữu tôn xưng là họa vương, vị này Hy Tiên Sinh họa kỹ khẳng định rất sâu. Có thể tới hắn thừa nhận, A Thập Lục họa kỹ tất nhiên không kém. Bội phục, Tống Thư Hàng hướng phía Tô Thị A Thập Lục chắp tay nói. Hừ, Tô Thị A Thập Lục nhếch miệng lên. Lúc này, Tô Thị A Thất lại nói, đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến, sơ bộ xác định tại đầu tháng 10 thời điểm xây dựng. Lúc đầu, ta chuẩn bị tự mình dẫn ngươi đi một chuyến. Bất quá tính toán thời gian, đầu tháng 10 lúc, ta vừa vặn đã đang bế quan chuẩn bị độ ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp. Cho nên đến lúc đó, liền từ A Thập Lục còn có chúng ta Tô Thị mấy vị đệ tử, cùng đi với ngươi đi. Tô Thị A Thất nói đến đây lúc, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đây chính là tu chân giới thịnh yến thực tiên yến A, mắt thấy hắn liền phải chờ đến đây yến xây dựng thời gian, thiên kiếp của hắn lại dục dịch ngóc đầu dậy, liền thời gian một tháng cũng không cho hắn. Đến lúc đó nếu là ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp tâm ma bên trong huyễn hóa ra thực tiên yến, tràng cảnh, hắn cũng không biết mình có thể không thể chống cự ở. Tiên cơ thực tiên yến, muốn tại đầu tháng 10 tổ chức. Này thời gian không tệ, đúng lúc là 11 lễ quốc khánh, đến lúc đó sẽ có 7-8 ngày nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng cười nói. Nhớ tới biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến, hắn liền đầy miệng nước bọt. Tiên cơ chủ nghệ, coi là thật có thể xưng thượng là thiên hạ vô song. Trong lúc nghỉ hè một lần kia tiên chân yến, đều để Tống Thư Hàng dư vị vô tận, cái kia so tiên chân yến, cao hơn ra mấy cái cấp bậc thực tiên yến, lại chính là bực nào mỹ vị. Ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác. Nói đến trong tay hắn còn có một chương dư thừa trống không thực tiên yến, thiếp mời, mấy ngày nay nhìn xem Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có hay không các tiền bối cần chương này thiếp mời đi. A Thất, đến lúc đó đi tham gia thực tiên yến, ta cùng bản gia mấy vị kia đệ tử tách đi ra hành động. Ta cùng bọn hắn tính cách không hợp đến lúc đó, ta cùng Tống Thư Hàng còn có bạch tiền bối cùng một chỗ đi. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nói. A, lần này biệt tuyết tiên cơ mời bạch tiền bối rồi. Tô Thị A Thất hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ, từ khi bạch tôn giả cự tuyệt biệt tuyết tiên cơ song tu, thỉnh cầu phía sau biệt tuyết tiên cơ liền không còn có mời qua bạch tôn giả tham gia thực tiên yến. Năm nay tại sao lại mời? Bạch tôn giả hồi đáp, biệt tuyết tiên tử nói tài nấu nướng của mình đã càng lên hơn một tầng lầu, cho nên muốn tại thực tiên bữa tiệc cùng ta một quyết thắng thua. Biệt tuyết tiên cơ vẫn muốn chinh phục bạch tôn giả dạ dày, nàng cho rằng chinh phục một cái nam nhân, liền muốn trước chinh phục hắn dạ dày. Mà trên đời này, nếu có một nữ nhân có thể chinh phục bạch tôn giả dạ dày, người kia tất nhiên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lần này thực tiên yến, nàng lấy ra tất cả vốn liếng. Thế nhất định phải đem bạch tôn giả chinh phục. Thì ra là thế, ha ha ha. Tô Thị A Thất cười nói, đã bạch tiền bối cũng cùng đi lời nói, vậy ta an tâm. Thập Lục ngươi cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng bạch tiền bối cùng đi chứ. Được, Tô Thị A Thập Lục nở nụ cười, lộ ra một cái thật sâu lúm đồng tiền. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Lại nói mấy tháng trước, ta từng đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi Tô Thị Thiên Hà bí cảnh tầng 1 tiến hành tu luyện. Nhưng bây giờ Tô Thị A Thất ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Lúc đó, Tống Thư Hàng làm 16 gốc long cốt khô đằng cho A Thập Lục. Làm thù lao, Tô Thị A Thất chuẩn bị mang Tống Thư Hàng tiến thiên hà bí cảnh, tu luyện. Thời điểm đó Tống Thư Hàng, vẫn chỉ là nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Nếu như tiến vào thiên hà bí cảnh tu luyện, có thể càng nhanh ngưng tụ chân khí, trùng kích nhị phẩm cảnh giới. Nhưng bây giờ, gia hỏa này đã là tam phẩm đỉnh phong, bốn mạch toàn bộ triển khai. Mắt thấy liền muốn độ tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp. Thiên hà bí cảnh tầng 1 tu luyện cơ hội, đối Tống Thư Hàng mà nói cơ bản không có gì dùng. Tô Thị A Thất lá gan đau quá. Hiện tại thế nào? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, hắn nghe bạch tiền bối nói qua, Tô Thị thiên hà bí cảnh chỗ sâu, có giấu một đầu to lớn thiên hà linh mạch. Phàm là tại cái kia bí cảnh bên trong tu luyện tu sĩ, tiếp nhận thiên hà linh mạch cọ rửa, nhục thân có thể biến càng thêm cường đại. Mà lại tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp 5 lần đến gấp 10 lần nhanh chóng. Là bế quan tu luyện nơi tốt. Cho nên, hắn còn rất hướng tới đến đó chứa tu luyện. Hiện tại, ở nơi đó tu luyện đối với ngươi mà nói, công hiệu không lớn. Tô Thị A Thất khóe miệng co giật nói. Tống Thư Hàng, công hiệu không lớn. Tô Thị A Thập Lục một tay chống cằm, trả lời, bởi vì người nào đó tấn cấp tốc độ quá nhanh, một cái nghỉ hè thời gian, ngươi liền bão tố đến tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Thiên hà bí cảnh tầng 1, đối nhất phẩm cùng nhị phẩm tu sĩ mà nói tu luyện hiệu quả tốt nhất, đối tam phẩm tu sĩ mà nói, nơi đó linh lực không đủ nồng đậm.
Tống Thư Hàng, ây! Ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới tứ phẩm cảnh giới, nhưng ngươi lập tức liền phải đuổi tới cảnh giới của ta. Tô Thị A Thập Lục nghĩ tới đây, cũng cảm giác không hiểu ủy khuất, ta vẫn là Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, cùng tuổi tu sĩ bên trong thiên tài cấp nhân vật đây. Tống Thư Hàng chỉ có thể một trận cười ngây ngô. Ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới ngũ phẩm cảnh giới. Tô Thị A Thất Phụ Họa Đậu Đen Rau Muống nói, ta cũng là Cửu Châu nhất hào quần, bên trong người đồng lứa bên trong nhân vật thiên tài. Còn có ta, ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới thất phẩm cảnh giới. Bạch Tôn Giả Chân Thành nói, ta cũng là Cửu Châu nhất hào quần, bên trong nhân vật thiên tài. Sư phụ, ta từ nhỏ bắt đầu tu luyện tới hiện tại mới tam phẩm cảnh giới. Tước Yêu Tiểu Thải Lệ rơi đầy mặt nói nàng không nghĩ tới, sư phụ Tống Thư Hàng vậy mà tại trong lúc nghỉ hè từ nhất phẩm, lên tới tiếp cận tứ phẩm cảnh giới. Ngẫm lại cũng cảm giác tốt ủy khuất, việc tu luyện của nàng thời gian lão dài, nàng đều đã trải qua một lần thọ nguyên sắp hết, nguy cơ đây. Thư Hàng sư huynh, ta cũng là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới nhất phẩm cảnh giới. Thi La Lị mở chừng hai mắt nói, có thể nói cho ta biết, ngươi dùng một cái nghỉ hè thời gian, từ nhất phẩm tấn thăng đến tam phẩm bí quyết là cái gì? Tống Thư Hàng. Khục, nói tóm lại, cái kia thù lao đã không thích hợp Thư Hàng tiểu hữu ngươi. Như vậy đi, ta mấy ngày nay nghĩ biện pháp cho ngươi thay cái thích hợp thù lao. Thật không được, đến lúc đó phần này thù lao, ta vì ngươi quy ra thành luyện chế bản mệnh pháp bảo, vật liệu đi. Chờ ngươi tấn thăng tứ phẩm cảnh giới phía sau nhất định phải luyện chế bản mệnh pháp khí, kỳ thật tam phẩm cảnh giới ngươi nên muốn bắt đầu tu luyện bản mệnh pháp khí. Nhưng ngươi tấn cấp tốc độ quá nhanh, đoán chừng ngươi liền muốn luyện chế dạng gì bản mệnh pháp khí đều không quyết định a. Tô Thị A Thất cười nói. Tống Thư Hàng Lệ rơi đầy mặt nói, đúng vậy, A Thất tiền bối. Lúc đầu hắn muốn dứt khoát luyện chế một thanh đao, loại pháp khí. Nhưng trước mấy ngày vào tay vô hình đao cổ, phía sau Tống Thư Hàng cảm giác đem bản mệnh pháp khí luyện chế thành đao, sẽ có chút lãng phí, hắn lại không chơi xong đao lưu. Cho nên bản mệnh pháp khí rốt cuộc muốn luyện chế thành cái gì bộ dáng, Tống Thư Hàng chính mình cũng không có đầu mối. Nhanh lên đi, ngũ phẩm cảnh giới trước, nhất định phải đem bản mệnh pháp khí luyện chế ra tới. Nếu không liền đã quá muộn, Tô Thị A Thất dặn dò, lại nói, ngươi không gặp qua mấy tháng, lại đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới A. Làm sao có thể, tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Tống Thư Hàng chân thành nói. Ngũ phẩm cảnh giới, là một cái vô cùng trọng yếu cảnh giới. Ngưng tụ kim đan lúc, trên kim đan đan văn số lượng, liền đại biểu cho một vị tu sĩ tương lai. Cửu Châu nhất hào quần bên trong có các vị tiền bối, đều muốn chờ có hơn 9 thành nắm chắc ngưng tụ thất long văn trở lên lúc, mới chọn tấn thăng ngũ phẩm. Tống Thư Hàng tại Cửu Châu nhất hào quần, ngốc lâu phía sau trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ muốn ngưng tụ kim đan, chí ít liền ngưng tụ thất long văn trở lên. Không có nắm chắc, liền tuyệt không tấn cấp. Một khỏa kim đan định đại đạo, đan thành vô hối. Tấn thăng ngũ phẩm, nhất định phải ổn, tuyệt đối không thể gấp tại cầu thành. Tâm tình của ngươi không tệ, Tô Thị A Thất cười nói. Một lát sau, hai xe tiếp cận Giang Nam Đại học thành cửa trường. Giang Nam Đại học thành bên trong, học sinh muốn tự mình lái xe vào trường học, phải đi qua một hệ liệt rất rườm rà thủ tục. Cái kia đủ loại thủ tục thực sự rất chủ yếu là Giang Nam Đại học thành cấp lãnh đạo, không phải rất ủng hộ các học sinh tự mình lái xe tiến giáo, gần 2 năm mới thoáng thả buông lỏng một chút. Bất quá, lão sư lời nói liền không thành vấn đề. Tô Thị A Thập Lục xe rất thuận lợi liền tiến giáo. Bạch Tiền Bối xe, cũng đi theo thuận lợi tiến vào. Theo lý thuyết, Bạch Tiền Bối xe không có làm thủ tục, là không thể nhập giáo. Nhưng dù sao Bạch Tiền Bối xe cứ như vậy không hiểu thấu tiến vào, cũng không ai cản trở. Tống Thư Hàng đem cái này quy thành loại Bạch Tôn Giả cái kia nghịch thiên mạnh vận hiệu quả. Hai chiếc xe bản dài 10 mét xe con đi vào trường học, nói thật vẫn là rất hấp dẫn người ta nhóm ánh mắt. Tống Thư Hàng yên lặng móc ra túy tinh cư sĩ, cho hắn chế tác cái kia bùa hộ mệnh, đưa nó mang theo bên trên. Hắn cảm giác mình hiện tại rất cần bùa hộ mệnh người trong suốt, hiệu quả. Hy vọng đừng quá thu hút ánh mắt người ta, nếu như bị quá nhiều người nhìn thấy ta từ Bạch Tiền Bối trên xe đi xuống, ta bình tĩnh vườn trường sinh hoạt liền dược hoàn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tô Thị A Thất cùng A Thập Lục xe kia lái xe trước xuống xe, sau đó trở về hậu phương, vì A Thất cùng A Thập Lục mở cửa xe. Hiển nhiên, A Thất tiền bối bọn hắn xe này lái xe, là chuyên nghiệp.
Khi Tô Thị A Thất cùng một thân nghề nghiệp tiểu tây trang Tô Thị A Thập lục lúc xuống xe, hấp dẫn đông đảo học sinh lực chú ý. Rất tốt, có anh Tuấn A Thất tiền bối cùng đáng yêu A Thập lục hấp dẫn hỏa lực, ta lại lặng lẽ chui ra xe, liền sẽ không làm người khác chú ý. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên từ tay của mình xuyên pháp khí bên trong móc ra kính râm lớn đeo lên. Nhưng hắn lại không nhìn thấy, Bạch Tôn Giả nhìn qua Tô Thị A Thất nhà chuyên nghiệp lái xe động tác lúc, như có điều suy nghĩ. Sau đó, Bạch Tôn Giả mở cửa xe, anh Tuấn bước ra ra dài xe con. Ánh mặt trời chiếu chú ý trên người Bạch Tôn Giả, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều phảng phất bị nam châm hấp dẫn, không tự chủ được rơi ở trên người hắn. Sau đó, Bạch Tôn Giả đi vào Tống Thư Hàng cùng Thi La Lị vị trí, mặt mỉm cười thay bọn hắn mở cửa xe ra. Tống Thư Hàng bộ mặt có chút co lại. Thi La Lị mỉm cười từ trong xe đụng tới. Bạch tiền bối, chính ta liền có thể xuống tới. Tống Thư Hàng nói xong Tống Thư Hàng thật nhanh mở ra cửa xe bên kia, từ khác một bên chui xuống xe. Kể từ đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Bạch Tôn Giả cùng Thi La Lị trên thân. Lặng lẽ xuống xe hắn, tăng thêm túy thiên cư sĩ, bùa hộ mệnh, hẳn là sẽ không quá làm người khác chú ý. Nhưng mà, ngay tại Tống Thư Hàng lặng lẽ lúc xuống xe đột nhiên, nơi xa có một bóng người thật nhanh đánh tới. Đó là một vị tóc bạc lão giả, tốc độ tặc nhanh. Càng đáng sợ chính là, vị lão giả này còn lấy yến non về rừng, tư thế, hướng hắn đánh tới. Lão gia tử này tựa hồ có được một khỏa thiếu nữ tâm. Cái này bay nhào tới tư thế quá thiếu nữ, cay con mắt. Tống Thư Hàng theo bản năng tránh né thử nghĩ, bị một vị lão gia tử nhào vào trong ngực, dùng mình. Nhưng Tống Thư Hàng không có tránh né thành công, cuối cùng bị vị lão giả này ôm chặt lấy. Ngọa thảo, đây là một vị ngũ phẩm linh hoàng. Ô ô ô ô ô, ta xem như tìm tới ngươi. Thư Hàng tiểu hữu, rốt cuộc tìm được ngươi. Tóc bạc lão giả khóc lớn lên, khóc thương tâm cực kỳ. Lão giả nước mắt rầm rầm rơi xuống, rừng đều ngăn không được. Khoa trương cực kỳ. Mỗi một khỏa nước mắt, đều trình độ sung mãn. Hạt tròn lớn, nối thành một mảnh lúc, nước mắt cũng đặc biệt khoa trương. Bị gấu ôm lấy Tống Thư Hàng, cảm giác y phục của mình bị làm ướt một mảnh. Đơn giản tất vuông. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tống Thư Hàng luôn cảm giác lão giả này thút thít bộ dáng nhìn rất quen mắt. Đúng, Diệp Tư khóc lên lúc, cũng là loại cảm giác này. A phi, a phi, a phi. Tống Thư Hàng ở trong lòng tam liên phi. Diệp Tư đó là nước mắt mỹ nhân, khóc lên cũng là điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu. Nhưng lão già này, khóc thành làm như vậy cái gì, không có chút nào mỹ hình. Người không biết còn tưởng rằng hắn đem lão già này khi dễ thảm rồi. Lão gia tử này, ngài tìm ta có chuyện gì à? Ngài không phải vị kia cái gì đến? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn nhớ được bản thân nhìn qua lão gia tử này. Đúng, lúc ấy tại Bích Thủy Các, cổng lúc, hắn từng gặp gỡ qua đối phương. Về sau, đang quay hí thời điểm, Tô Thị A Thất tiền bối lại dẫn lão gia tử này, Diệp Tư, Đậu Đậu cùng đồng quái tiên sư đồng thời trở về. Nhưng là lão gia tử này đạo hiệu kêu cái gì, hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Khốc đạo hữu, buổi sáng tốt lành a. Bạch Tôn Giả nhìn thấy Khốc lão nhân lúc, cười chào hỏi. Khốc lão nhân đạo hữu, người sao lại ở đây? Tô Thị A Thất hiếu kỳ hỏi. A, Bạch tiền bối, A Thất đạo hữu, ô ô ô ô, các ngươi đều tại a. Khốc lão nhân lau nước mắt, nhìn về phía Tô Thị A Thất cùng Bạch Tôn Giả. Cái này lão lúng túng. Hắn nguyên vốn còn muốn trốn tránh Bạch tiền bối, không có ý tứ gặp hắn, không nghĩ tới cái này bản thân đụng tới cửa. Ngươi tìm Thư Hàng có chuyện gì không? Bạch Tôn Giả hiếu kỳ nói. Ô ô ô, là như vậy. Thư Hàng tiểu hữu xin hỏi ngươi biết Thiên Khốc Bảo Điển sao? Khốc lão nhân nói. Chương 998, mọi người tốt, ta là Lãng Bá, mọi người mời nhìn quen mắt ta. Khốc lão nhân muốn đồ vật chỉ có một cái bản đầy đủ Thiên Khốc Bảo Điển. Tống Thư Hàng nhớ được bản thân lần thứ nhất nhìn thấy Khốc lão nhân, là ở trong không gian Bích Thủy Các ngoài cửa. Thời điểm đó Khốc lão nhân thủ tại cửa ra vào, hy vọng có thể bái nhập đến Bích Thủy Các bên trong, khi một tên đệ tử. Nếu như không thể trở thành đệ tử, khi một vị cung phụng trưởng lão, hoặc khách khanh cũng được. Dù sao, chỉ cần có thể để hắn có cơ hội tiếp xúc đến bản đầy đủ Thiên Khốc Bảo Điển, hắn cam đoan tự thân đối với môn phái trung thành không có vấn đề. Bình thường tới nói. Giống Khốc lão nhân loại này cường lực tán tu linh hoàng, thực tình muốn gia nhập môn phái bình thường đều sẽ không cự thu. Đáng tiếc là, V
Về sau Khốc lão nhân cùng Tống Thư Hàng, Diệp Tư tại Bích Thủy Các cổng giao lưu lúc, nhắc lên nguyên Bích Thủy Các bị hủy diệt sự thật. Cái này sự thật tàn khốc, không cẩn thận đâm chúng nghe góc tường Sở Các chủ chân đau, kết quả, Khốc lão nhân bị Sở Các chủ ném trở lại địa cầu đi, hắn bái nhập Bích Thủy Các kế hoạch cũng tuyên cáo tan biến. Mà bây giờ, Khốc lão nhân muốn đi đường cong cứu quốc con đường, thông qua Tống Thư Hàng quan hệ, liền lên Diệp Tư đường dây này, tái tranh thủ năng hòa Bích Thủy Các kết xuyên, lấy được hoàn chỉnh Thiên Khốc bảo điển. Tống Thư Hàng dùng sức đem Khốc lão nhân cho đẩy ra, sau đó hỏi, Khốc tiền bối, ngươi còn muốn lấy bái nhập Bích Thủy Các sao? Đương nhiên, Khốc lão nhân bên cạnh Khốc vừa nói đạo hắn có thể tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng, chủ yếu là Thiên Khốc bảo điển cùng hắn tự thân xứng đôi độ tương đối cao nguyên nhân. Nếu như bây giờ hắn chuyển tu những công pháp khác, tấn thăng lục phẩm chân quân tỷ lệ liền hội giảm mạnh. Cho nên, nếu như có cơ hội lấy được hoàn chỉnh Thiên Khốc bảo điển, Khốc lão nhân tuyệt không xem thường từ bỏ. Cái kia Khốc tiền bối, nếu như ngươi không phải rất vội lời nói, chờ đêm nay ta thay ngươi liên hệ Bích Thủy Các đi. Tính toán thời gian, ban đêm lúc, Diệp Tư cũng có thể đến Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng đáp, về phần đến lúc đó Sở Các chủ muốn hay không nhận lấy Khốc lão nhân, cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Khốc lão nhân nhãn tình sáng lên, hắn lần nữa nức nở nói, Thư Hàng tiểu hữu, xin chuyển cáo Sở Các chủ, chỉ muốn thu lại tiểu lão nhân về sau sinh là Bích Thủy Các người, chết cũng là Bích Thủy Các quỷ. Cam đoan trung tâm không hai. Sở dĩ hạ quyết tâm như thế, là bởi vì Khốc lão nhân biết, Bích Thủy Các cái vị kia Sở Các chủ rất có thể là một vị cửu phẩm kiếp tiên. Lúc ấy vị kia Sở Các chủ đưa tay hất lên, liền đem hắn ném nhập không gian chi môn, ném tới địa cầu đi. Dạng này thon dài kim đại thối, có cơ hội ôm một chút, không có nhiều người hội cự tuyệt. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, ta đã biết, Khốc tiền bối người yên tâm đi, người ta hội một chữ không kém chuyển cáo cho Sở Các chủ. Tạ ơn tiểu hữu, Khốc lão nhân một cảm động, lại đâm trúng nước mắt điểm, khóc như mưa. Kỳ thật Khốc tiền bối, nếu như ngươi thật sự muốn Thiên Khốc bảo điển, cũng có thể suy tính một chút bái Diệp Tư tiên tử vi sư. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Kỳ thật, Tống Thư Hàng chính mình cũng nắm giữ lấy bản đầy đủ Thiên Khốc bảo điển, bất quá hắn cũng không muốn thu Khốc lão nhân làm đồ đệ. Đối phương là ngũ phẩm linh hoàng tiền bối, hắn mới tam phẩm cảnh giới. Coi như đối phương chịu bái, Tống Thư Hàng cũng ra mặt thu. Còn nữa, Thiên Khốc bảo điển thuộc về Bích Thủy Các, Tống Thư Hàng cũng không dễ tư thụ. Nhưng nếu như bái Diệp Tư vi sư, liền không thành vấn đề. Diệp Tư tiên tử, Khốc lão nhân lập tức hiểu được, tạ ơn Thư Hàng tiểu hữu. Không khách khí, Tống Thư Hàng nói. Cái kia Thư Hàng tiểu hữu, ta cái này đi Giang Nam Đại học thành làm thủ tục, chuyển trường đến ngươi lớp. Khốc lão nhân xoa xoa nước mắt nói. Hắn đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như Bích Thủy Các cùng Diệp Tư đều không đồng ý thu hắn làm đồ, hắn phải cố gắng đánh tốt cùng Tống Thư Hàng quan hệ trong đó. Quan hệ này một khi tốt, cái kia rất nhiều chuyện liền biến dễ dàng đi lên. Trung Quy tới nói, cái thế giới này là cái giảng nhân tình thế giới. Tống Thư Hàng. Nói đùa cái gì, hắn trong lớp có Thi La Lị loại này tiểu nữ hài đã rất quỷ dị, hiện tại lại nhiều ra Khốc lão nhân lão gia tử này, hắn lớp muốn biến thành cái gì? Bên trên có lão, dưới có tiểu. Khục, Khốc tiền bối không cần như thế. Chuyển trường loại chuyện này xong không có không cần thiết. Khốc tiền bối người trước hết đến phụ cận chờ đợi một chút thời gian, chờ ban đêm Bích Thủy Các Sở tiên tử có hồi phục phía sau ta sẽ liên lạc lại Khốc tiền bối. Tống Thư Hàng vội vàng ngăn cản nói. Khốc lão nhân nghĩ nghĩ hoàn toàn chính xác, không cần vội vã như vậy. Nếu quả thật muốn làm lý thủ tục nhập học, chí ít cũng phải chờ Bích Thủy Các Sở các chủ cùng Diệp Tư tiên tử cự tuyệt hắn lại nói. Thật vất vả giải quyết Khốc lão nhân phía sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Sau đó, hắn sâu kín thở dài. Nguyên vốn chuẩn bị lặng lẽ xuống xe, thừa dịp Tô Thị A Thất, A Thập Lục, Bạch Tôn Giả, Thi La Lị hấp dẫn ánh mắt của mọi người lúc, hắn lặng lẽ lẻn về phòng học của mình. Có Túy Minh cư sĩ, hộ hội tương trợ, phụng trộm lặn ra phòng học kế hoạch thỏa thỏa, không có mau bệnh. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Khốc lão nhân. Lập tức, Tống Thư Hàng liền thành làm người khác chú ý nhất cái kia. A, à, cái kia là Tống Thư Hàng A. Đã có đồng học nhận ra hắn, coi như hắn mang theo kính dâm. Tống Thư Hàng, là cái kia Tống Thư Hàng sao? Đúng, Diễn Cao Thăng sư huynh cái kia. A, à, phía trước cái kia là Lăng Dạ cũng tới chúng ta Giang Nam Đại học thành rồi. Có người nhận ra Bạch Tôn Giả, gieo hò nói. Nhanh lên trước, ta chưa từng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua Lăng Dạ sư huynh.
Còn có bên cạnh cái kia đáng yêu thiếu nữ, diễn chính là Thái Bạch Kiếm Tông Đao Vô Tích. A, trong phim ảnh ta thích nhất chính là nàng, có thể nói là trong phim ảnh top moe nhân vật một trong. Biển người phun trào, hướng về Tống Thư Hàng mấy nhóm tới gần. Hiện tại làm sao xử lý? Tống Thư Hàng suy nghĩ muốn sau đó, hắn đầu óc co lại. Sau đó, Thư Hàng tiểu hữu yên lặng móc ra cái viên kia còn không có trả lại Vũ Nhu Tử biến huyễn châm ngực. Tại biến huyễn châm ngực tác dụng dưới, Tống Thư Hàng bộ mặt lặng lẽ biến ảo một chút nhỏ. Đang nhiệt tình đám người sau khi đến gần, Tống Thư Hàng lấy xuống kính dâm, lộ ra một trương cửu châu nhất hào quần, các đạo hữu đều rất quen thuộc khuôn mặt. Sau đó, Tống Thư Hàng lộ ra một cái tà mị cười. Như thế nào tà mị cười đấy, chính là cười lại tà lại soái. Mọi người tốt, ta là diễn viên Lãng Bá, tại trong phim ảnh diễn chính là cái kia hướng Lăng Dạ đâm thọc sư đệ, còn khách vọt qua một lá cờ. Mọi người mời nhìn quen mắt ta. Tống Thư Hàng hướng phía đám người nhiệt tình chắp tay. Tô Thị A Thất, Tô Thị A Thập Lục, Thi La Lị, Bạch Tôn Giả. Vì cái gì Thư Hàng ngươi quen như vậy luyện A? Một màn này, làm sao lại cảm giác khá quen? Tô Thị A Thất nói. Bởi vì trước đây không lâu, có một con khỉ lớn liền giả mạo qua tên của ngươi, ngay trước Tu Chân Nhật Báo trực tiếp kênh hướng tất cả người xem tự giới thiệu. Dẫn đến hiện tại rất nhiều không rõ chân tướng tu sĩ cho rằng, đại danh đỉnh đỉnh thiên hà Tô Thị A Thất, bản tôn là một con khỉ lớn. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở. Ngọa thảo, Tô Thị A Thất lập tức cảm giác ăn đại tiện. Thư Hàng tiểu hữu cũng bị truyền nhiễm tam lãng bị bệnh sao? Tô Thị A Thất cắn răng nói. Rất sớm trước liền cảm nhiễm qua, bất quá gần nhất một mực không có tái phát, ta còn tưởng rằng bệnh của hắn tốt một chút rồi. Xem ra trước chút thời gian là thời kỳ ủ bệnh, Bạch Tôn Giả trả lời. Quả nhiên, vẫn là để Hoàng Sơn tiền bối đem cuồng đao tam lãng từ trong đám đá đi. Tô Thị A Thất nhỏ giọng nói. Còn có đồng quái tiền bối, cùng một chỗ đá rơi xuống tương đối an toàn. Tô Thị A Thập Lục nói bổ sung. Đúng, tính hắc quẻ cũng là loại bệnh, tam lãng bệnh cùng hắc quẻ bệnh, bất quá hắc quẻ bệnh truyền nhiễm lực không có mạnh như vậy. Tô Thị A Thất nói. Tống Thư Hàng không nhìn Bạch tiền bối, Tô Thị A Thất cùng Thập Lục giao lưu tiếng. Hắn lúc này đã thay vào đến cuồng đao tam lãng, nhân vật bên trong. Nói cho mọi người một tin tức tốt, sau đó không lâu, từ ta chủ đóng phim ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh, sắp lên chiếu. Bộ phim này bên trong, mọi người có thể nhìn thấy không ít mạt pháp chi chiến bên trong người vật quen thuộc. Đây là một bộ đáng để mong chờ phim, mời mọi người đến lúc đó nhiều hơn ủng hộ. Tống Thư Hàng vừa nói, một bên không ngừng hướng bốn phía phát xạ lóe sáng, tà mị, mỉm cười. Tống Thư Hàng tựa hồ hoàn toàn bị hư. Chẳng lẽ ngụy trang thành cuồng đao tam lãng bộ dáng phía sau liền lại nhận giữa thiên địa một loại gọi tìm đường chết quy tắc chi lực gia trì, liền sẽ không tự chủ được bắt đầu tìm đường chết. Ngẫm lại cũng cảm giác rất đáng sợ. Bất kể như thế nào, Tống Thư Hàng cơ trí tránh thoát một kiếp. Tất cả mọi người phát hiện kính dâm lấy xuống sau hắn, vậy mà không phải Tống Thư Hàng, mà là một vị gọi Lãng Bá, diễn viên phía sau trong lòng rất là thất lạc. Nhưng là còn là có không ít muội tử bị Lãng Bá, tà mị tiếu dung hấp dẫn, thành vị này diễn viên quần chúng diễn viên Lãng Bá, fan hâm mộ. Thậm chí có rất nhiều muội tử biểu thị đến lúc đó ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh chiếu lên thời điểm, các nàng nhất định sẽ đi rạp chiếu phim ủng hộ. Cuối cùng, các nàng đạt được Lãng Bá ký tên một phần. Tô Thị A Thất, Tô Thị A Thập Lục. Bạch Tôn Giả mặt mỉm cười, hắn yên lặng đem toàn bộ quá trình thâu xuống tới. Sau đó, phát đưa đến Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, bởi vì cái này cái video lập tức náo nhiệt. Lạc Hoa tiên tử Vũ Nhu tử, tại sao có thể như vậy, tam lãng tiền bối lúc nào đến Giang Nam Đại học thành rồi? Hắn không còn đang chúng ta Linh Điệp đảo sao? Linh Điệp Tôn Giả, quan sát video lúc, mắt sắc Linh Điệp Tôn Giả đã thấy cái này cuồng đao tam lãng, ngực cái viên kia châm ngực. Cái này cuồng đao tam lãng, là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Cuồng đao tam lãng, ngọa thảo, đây là ai? Lệ Chi tiên tử, đây không phải tam lãng ngươi. Bắc Hà tán nhân, giật nảy cả mình biểu lộ không phải tam lãng. Thất sinh phù phủ chủ, vọng thiên lại có người giả mạo cuồng đao tam lãng. Đơn giản làm xinh đẹp. Cái này ai vậy, giả mạo thành ta lúc, cũng đừng cười ác tâm như vậy a. Ta cười có ngốc như vậy dưa sao? Cuồng đao tam lãng kêu lên. Vọng thiên, là tại Giang Nam Đại học thành, ta đi ra xem một chút. Ta vừa vặn cũng tại Giang Nam Đại học thành.
Thất sinh phù phủ chủ nói. Đông Phương Lục tiên tử, Bạch tôn giả, Bạch tiền bối, cái này tam lãng đến cùng là ai? Còn có thất sinh phù phủ chủ, Vọng Thiên, là cái quỷ gì? Vọng Thiên, là trước đó không lâu liên hệ ta một vị tiền bối khẩu đam mê, tốt ma tính, không tự chủ được liền học được. Thất sinh phù phủ chủ nói. Chương 999, Vọng Thiên, lại không tín hiệu. Vọng Thiên đến cùng là vị đạo hữu nào, hội đáng sợ như thế khẩu đam mê, học được phía sau căn bản không dừng được. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá cảm thán nói. Thất sinh phù phủ chủ, các vị đạo hữu, ta đuổi tới hiện trường. Bây giờ làm mọi người tiến hàng chữ viết hiện trường trực tiếp ta phát hiện vị này giả cuồng đao tam lãng, đang cùng Bạch Tôn giả còn có Tô Thị A thập lục cùng thi, ở chung một chỗ. Bạch Tôn giả cùng thi, đứng ở một chiếc xe bên cạnh, Tô Thị A thập lục thì là đơn độc đứng ở một cỗ bên cạnh. Ngọa thảo, cuồng đao tam lãng nhanh chóng lên tiếng nói, ta hiểu được, là ngươi đúng hay không, Tô Thị A thất. Nhất định là ngươi đang trả thù ta. Vọng Thiên, ngươi trả thù ta còn chưa tính, nhưng ngươi huyễn hóa thành hình dạng của ta phía sau cũng không cần cười ác tâm như vậy có được hay không? Loại này nụ cười bỉ ổi, xuất hiện tại trên mặt của ta rất không thích hợp. Loại này để cho người ta run rẩy thiếu dung, chỉ thích hợp chính ngươi. Đừng dùng ngươi nụ cười bỉ ổi làm bẩn mặt của ta. Lúc này, thất sinh phù phủ chủ tiếp tục đưa vào nói, ta còn chứng kiến Tô Thị A thất đạo hữu từ xe một bên khác chui ra, đứng ở A thập lục bên cạnh. Mặt khác, tại A thất đạo hữu bên cạnh, còn có một vị khóc rất thương tâm lão giả, tựa hồ là tán tu bên trong cao thủ khốc lão nhân, đạo hữu. Cuồng đao tam lãng, thất sinh phù đạo hữu, ngươi hại ta. Thất sinh phù phủ chủ, nhún vai biểu lộ, ta thật không có hố ngươi. Vừa rồi ta tiến hàng chữ viết trực tiếp lúc, từ góc độ của ta nhìn lại, A thất đạo hữu bị xe chặn. Ta lại xích lại gần một chút, mới nhìn đến A thất cùng khốc lão nhân. Ta nói đều là lời nói thật. Thất sinh phù phủ chủ thực sự nói thật, bởi vì lúc tuổi còn trẻ ưng thuận vô số lời thề nguyên nhân, hắn đối với mình ngữ đi rất cẩn thận, sợ không cẩn thận lại ưng thuận lời thề. Hiện tại, hắn mỗi lần nói chuyện đều là nghĩ lại sau mới xuất khẩu, chính vì vậy, hắn gần như không nói dối. Cuồng đao tam lãng. Tiếp tục trực tiếp, vị kia giả tam lãng đạo hữu còn tại cho đám fan hâm mộ ký tên. Nói thật, ta cảm giác vị này giả tam lãng cười rất mê người, so với thật tam lãng còn đẹp trai hơn một điểm. Điểm ấy, từ hắn hiện ở bên người liên tục không ngừng chen tới được nữ fan hâm mộ cũng có thể thấy được tới. Đúng, ta nhìn thấy Tô Thị A thất đạo hữu móc ra điện thoại, bắt đầu tiến hành thao tác, hắn có thể muốn thượng tuyến. Thất sinh phù phủ chủ tiếp tục nói. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A thất thượng tuyến. Vừa lên nét, Tô Thị Bảy liền phát ra liên tiếp cười lạnh, a a a a. Mặc dù chỉ là văn tự cười lạnh, nhưng cuồng đao tam lãng nhìn lấy cái này bốn cái a, dùng mình. A thất, lần này không phải lỗi của ta. Ngươi lật qua nói chuyện phiếm ghi chép liền có thể nhìn thấy, lần này, ta là bị thất sinh phù đạo hữu cái này lão tư cơ mang lật tiết tấu, mới hiểu lầm ngươi. Đó là cái hiểu lầm, cuồng đao tam lãng vội vàng nói. Tô Thị A thất không gấp phục. Thất sinh phù phủ chủ, ta thấy được A thất đạo hữu một mặt trầm tư bộ dáng, hắn tựa hồ là đang cân nhắc muốn hay không tha thứ tam lãng đạo hữu. Bất quá, ta cảm giác lấy A thất đạo hữu ưa thích khiêu chiến tính cách, chỉ cần có khiêu chiến người khác cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Không có cơ hội khiêu chiến hắn cũng có chế tạo cơ hội hiện tại, tam lãng đạo hữu thật vất vả bị bắt lại bím tóc, ta cược A thất đạo hữu sẽ cho tam lãng đạo hữu hạ chiến thư. Tháng sau đêm trăng tròn, có lẽ chúng ta lại có thể gặp nhau tử cấm chi đỉnh, nhìn cuồng đao tam lãng versus Tô Thị A thất, cửu châu nhất hào quần bên trong chứ danh song đao cuộc chiến. Đến tột cùng là A thất đao càng mạnh, vẫn là tam lãng đạo hữu đao càng lãng. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Hoàng Sơn chân quân cảm giác, thất sinh phù đạo hữu sâu này văn tự trực tiếp, cũng có tìm đường chết khuynh hướng, mặc dù loại này khuynh hướng còn rất nhỏ, nhưng này gió không thể chướng. Muốn hay không cho thất sinh phù đạo hữu đến cái cấm ngôn phần món ăn. Để hắn bình tĩnh trở lại thanh tỉnh một chút. Lúc này, Tô Thị A thất trả lời, thôi, nếu là cái hiểu lầm, vậy liền để nó cười một tiếng mà qua đi. Vọng Thiên, cái này không khoa học, thất sinh phù phủ chủ nói. Vọng Thiên, cái này không tu chân, Bắc Hà chân quân ngay sau đó nói. Vân Du Tăng Thông Huyền, ngón tay cái biểu lộ. Dược sư phát đầu giọng nói, ta để giải thích hạ Thông Huyền đại sư ý tứ, tha thứ người khác sai lầm là một loại từ bi. Dược sư cùng Thông Huyền đại sư ở giữa, có một loại thần kỳ ăn ý.
hai người có thể thông qua một cái đơn giản từ ngữ, biểu lộ liền có thể đoán ra đối phương muốn biểu đạt là có ý gì. Chủ yếu là một người tu luyện bế khẩu thiền, một cái khác tốc độ viết chữ đặc biệt chậm, sau đó liền bồi dưỡng được loại này ăn ý. Lúc này, Tô Thị A Thất lại nói, cuồng đao tam lãng, bất quá, lúc đầu ta muốn ngăn cản vị này giả cuồng đao tam lãng, tiếp tục lãng đi xuống, nhưng bây giờ, bởi vì ngươi đối với ta như thế không tín nhiệm nguyên nhân, ta rất thương tâm, cho nên thương tâm ta, sẽ không ngăn cản cái này giả tam lãng. Cuồng đao tam lãng, thương tâm ngươi một mặt cứt a. Ngươi ở đâu ra pha lê tâm a? Thất sinh phù phủ chủ, ôi ôi ôi, hiện trường lại xuất hiện dị biến. Ta tiếp tục dùng văn tự tiến hành hiện trường trực tiếp, giả tam lãng bởi vì không ngừng sử dụng anh tuấn thiếu dung, hấp dẫn mấy vị nữ học sinh hướng hắn tới gần, mượn ký tên, chụp ảnh chung trong nháy mắt, cố ý đem thân thể tới gần giả tam lãng, trong đó còn có nữ học sinh dẫn bóng đụng người. Sau đó, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên xuất thủ, nàng kéo lấy giả tam lãng, đem hắn kéo đi. Hết hạn bây giờ làm dừng, Tô Thị A Thập Lục đã kéo lấy giả tam lãng đi lên lầu, bỏ lại xa xa những người khác. Đợi chút nữa, Tô Thị A Thập Lục tại sao phải kéo đi giả tam lãng? Lệ Chi tiên tử một lời hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Cho nên nói, chuyện này tam lãng đến cùng là ai? Bạch tôn giả, Bắc Hà chân quân hỏi. Bạch tôn giả, A Thất nói, để tam lãng đạo hữu chậm rãi đoán đi. Tốt, chúng ta cũng muốn đi vào, Giang Nam Đại học thành tiết khóa thứ nhất nhanh muốn bắt đầu, chúng ta không thể lại gây ra hỗn loạn. Lúc này, đã lâu đồng quái tiên sư thượng tuyến. Là Tống Thư Hàng tiểu hữu, tuyệt đối không sai. Bằng vào ta nhiều năm dịch dung kinh nghiệm, một chút liền có thể nhìn ra đây là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Điều đó không có khả năng đi, Tống Thư Hàng tiểu hữu không có như thế tác a. Lệ Chi tiên tử đạo trên thực tế nàng đối Tống Thư Hàng ấn tượng vẫn tương đối tốt, tương đối chính diện. Ta cũng cảm giác Tống Thư Hàng tiểu hữu sẽ không như thế tác. Bắc Hà chân quân nói. Nhưng là, ngẫm lại tiểu thập lục động tác. Cảm giác nếu như chuyện này tam lãng là Tống Thư Hàng tiểu hữu, cũng có thể lý giải a. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng nói, Khác Tuyết Lang động chủ, ta mới bằng lái lúc nào có thể làm được. Đông Phương Lục tiên tử đừng nóng vội, ta mau chóng giải quyết việc này. Bất quá gần nhất cha tương đối nghiêm, cho nên cần tìm chút thời giờ. Tuyết Lang động chủ đạo vọng thiên, nó còn có thể làm sao đâu. Không cho Đông Phương Lục tiên tử cấp bằng lái, nói không chừng cái thứ nhất bị triển chính là nó nhà. Đồng quái tiên sư tuyệt bức là Tống Thư Hàng tiểu hữu không sai được, sai, ta trực tiếp tháo trang sức, cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta diện mục chân thật. Lệ Chi tiên tử, vọng thiên, đây không phải là thật. Tô Thị A Thất, vọng thiên, đây là tận thế muốn tới rồi sao? Bắc Hà chân quân, vọng thiên, không cách nào tưởng tượng, tính hắc quẻ lại muốn tháo trang sức. Ta là đang nằm mơ sao? Dược sư, vọng thiên, hắc quẻ liền việc này cũng dám dùng để cược. Xem ra chuyện này tam lãng có 90% là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Tống Thư Hàng tiểu hữu lúc nào như thế tác tử, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vân Du Tăng Thông Huyền, buông tay biểu lộ. Bạch tôn giả, thật sự là đáng tiếc. Liền xem như bạch tiền bối, đối đồng quái tiên sư chân diện mục cũng cảm giác rất ngạc nhiên. Nhưng là đáng tiếc, lần này tìm đường chết thật là Tống Thư Hàng cho nên, đồng quái cũng không có trực tiếp tháo trang sức cơ hội. Đợi chút nữa. So sánh giả tam lãng có phải hay không Tống Thư Hàng, ta càng để ý một sự kiện. Tính hắc quẻ, người đi ra rồi. Vậy mà có thể lên nét, Bắc Hà chân quân lên tiếng hỏi. Từ khi một ngày đó Tử Cấm Chi Đỉnh, đại chiến phía sau đồng quái tiên sư bị vị kia lai lịch bí ẩn đại năng bắt đi lai giống phía sau liền không còn có hiện thân qua. Hôm nay vậy mà thượng tuyến nổi lên, chẳng lẽ là vị kia thần bí đại năng chơi chán đồng quái tiên sư, rốt cục đem hắn thả ra. Ta còn chưa có đi ra. Bất quá hôm nay khó đắc thủ cơ có tín hiệu, liền thừa cơ lên mạng soát quét một cái tồn tại cảm giác. Lại không hiện thân, các ngươi đều muốn quên mất ta. Đồng quái tiên sư nói, mặt khác ta ở chỗ này phát hiện một số cảm thấy rất hứng thú sự tình, thừa dịp còn có tín hiệu, ta và các ngươi nói một câu. Cái gì chuyện thú vị? Bắc Hà chân quân hiếu kỳ hỏi. Trước tiên nói một chút viễn cổ thiên đình sự đi, tin tưởng trong đám đạo hữu đối viễn cổ thiên đình, sự, bao nhiêu đều có chút hiểu rõ a. Đồng quái tiên sư nói, Lệ Chi tiên tử, liên quan tới viễn cổ thiên đình sự tình, là Lệ Chi tiên tử gần nhất rất không muốn tiếp xúc sự tình. Bởi vì, nàng rất có thể là viễn cổ thiên đình vị kia giao trì nữ đế, Trình Lâm tiên tử tại tiến hành chuyển sinh lúc, lưu lại song thai bào, một trong. Việc này, để Lệ Chi tiên tử lão nhức đầu.
Các ngươi biết không, viễn cổ thiên đình bên trong thiên đế, rất có thể không phải một vị. Viễn cổ thiên đình bên trong, rất có thể đã trải qua hai vị, thậm chí nhiều hơn đảm nhiệm thiên đế. Đồng quái tiên sư nói. Hắn đang bị vị kia cô gái tóc bạc bắt đi phía sau ở trên đảo gặp được hai tòa thiên đế chi mộ. Hai vị thiên đế, hiển nhiên không là cùng một người. Còn có loại sự tình này. Hằng Hỏa Tâm thật mệt mỏi muốn về hưu kinh ngạc nói, lấy bọn hắn nho ra đối viễn cổ thiên đình chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, cũng không biết thiên đế, vậy mà không chỉ một nhiệm kỳ tin tức. Thân là kế thánh nhân, về sau, mạnh nhất trường sinh giả, thiên đế vậy mà không phải cùng một người. Nếu có hai vị trở lên thiên đế, cái kia đời thứ nhất thiên đế, là thế nào quải điệu? Kế thánh nhân, về sau mạnh nhất trường sinh giả, cho dù chết, cũng không có khả năng chết lặng yên im ắng a. Thiên đế không phải cùng một người, rất có thể là hai vị trở lên. Lệ Chi tiên tử như có điều suy nghĩ, việc này có thể hay không cùng viễn cổ thiên đình, trong một đêm sụp đổ có quan hệ. Ngoại trừ cũ mới thiên đế chi mộ, bên ngoài, ta hiện tại vị trí, còn có rất nhiều kỳ dị địa phương. Ta tiếp đó sẽ dành thời gian nhiều thăm dò một chút. Đồng quái tiên sư còn nói thêm. Đang lúc hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm đột nhiên hắn mất mạng. Vọng thiên, ta nói chuyện đang sảng khoái a. Đồng quái tiên sư lắc lắc điện thoại di động của mình, nhưng là một điểm tín hiệu đều không có vọng thiên, có tin ta hay không sụp đổ gặp trở ngại a. Chương 1000, Hắc Thiết Thần Giáp. Cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể có tín hiệu. Đồng quái tiên sư sa vào đến thật sâu trong tuyệt vọng. Mà Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Chúng đạo hữu đang chờ đồng quái tiên sư lại bạo mãnh liệt liệu, kết quả chờ nửa ngày, đồng quái tiên sư rốt cuộc không có lên tiếng. Đồng quái tiên sư, phía dưới không có. Bắc Hà chân quân hỏi. Đáng tiếc đã mất mạng đồng quái tiên sư, không cách nào nhìn thấy Bắc Hà tán nhân vấn đề. Xem ra, tính hắc quẻ lại mất mạng, Tô Thị A thất suy đoán nói. Không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến tính hắc quẻ bị vị kia thần bí đại năng bắt đi. Ở chỗ đó còn không có cách nào lên mạng, trong lòng ta chẳng những không có bi thương, phản cảm giác có chút buồn cười. Ta có phải hay không quá khuyết thiếu đồng tình tâm rồi? Lệ Chi tiên tử nói. Vân Du Tăng Thông Huyền, ngón tay cái ủng hộ biểu lộ. Bắc Hà chân quân, Lệ Chi tiên tử xin yên tâm không chỉ có là ngươi, ta cũng là dạng này. Phá Dương Kích Quách Đại, mới manh manh đạt đầu chó biểu lộ. Mới giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ. Phá Dương Kích Quách Đại, thoải mái. Mới đầu chó trà đặc biệt mang cảm giác. Mặt khác, Lệ Chi tiên tử ngươi không cần tự trách. Mặc dù Cửu Châu Nhất Hào quần là cái đoàn kết, hữu ái quần. Nhưng đồng quái tiên sư sự tình, cũng không có cái gì đáng giá yêu thương. Nói không chừng hắn lần này, có thể tìm tới nhân sinh chân ái, đây là một chuyện vui. Để cho chúng ta chúc phúc đồng quái tiên sư mới đúng. Nâng chén, để cho chúng ta chúc phúc đồng quái. Bắc Hà tán nhân nói. Nâng chén, hữu tình người sẽ thành huynh muội không đúng, là sẽ thành thân thuộc. Chúng ta chúc phúc đồng quái tiên sư. Cuồng Đao Tam Lãng nói, giả Tam Lãng bị Tô Thị A thập lục kéo đi rồi, cho nên Cuồng Đao Tam Lãng đạo hữu cảm giác tâm tình rất không tệ. Hữu tình người sẽ thành huynh muội lời này, đột nhiên để cho ta não đại động mở. Điền Thiên Đảo chủ lên tiếng nói, ta nhớ được lần trước Tử Cấm Chi Đỉnh đại chiến phía sau đem đồng quái tiên sư bắt đi thần bí đại năng, nàng có được 36 loại khác biệt hình thái. Thậm chí còn có thể nam có thể nữ, có thể nói là Bạch Hạc chân quân thăng cấp bản. Mà đồng quái tiên sư, cho tới nay cũng là thiên biến vạn hóa, có thể nam có thể nữ. Các ngươi nói, đồng quái tiên sư cùng cái kia tóc bạc thần bí đại năng, có phải hay không là huynh muội? Điền Điềm phó đảo chủ, KKA, người quá ngu. Đồng quái mới lục phẩm cảnh giới, cái kia lấy loài heo thái đăng chàng cô gái tóc bạc đại năng, ít nhất là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Sao có thể là huynh muội đây này? Theo ta tới nói khẳng định là tỷ đệ. Cửu Châu Nhất Hào quần chủ đề vốn là như vậy, chủ đề nhảy vọt rất nhanh, chủ đề cũng lệch ra vô cùng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu giả Tam Lãng, thân phận, cuối cùng kéo tới hữu tình người sẽ thành huynh muội, chủ đề, cũng không biết trong đám đạo hữu nhóm là thế nào đem hai cái này chủ đề dính liền thượng. Đúng rồi, biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến, lập tức liền muốn mở ra các ngươi trong tay ai còn có dư thừa thực tiên yến, thiếp mời sao. Gần nhất sự tình bận quá. Ta đều không có thời gian đi đụng biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến, nguyên liệu nấu ăn đổi danh ngạch. Hiện tại thực tiên yến đều nhanh mở ra, nội tâm của ta quả thực là sụp đổ. Bắc Hà tán nhân dò hỏi. Hoàng Sơn chân quân, thật lâu trước Bắc Hà đạo hữu ngươi liền đang hỏi đi,
Bất quá lần này biệt tuyết tiên cơ tiên thực yến nhân số giảm bớt rất nhiều, đoàn người trong tay còn thật không có dư thừa thiếp mời. Tô thị A Thất, Ây Bắc Hà ngươi sớm hai ngày hỏi, trong tay của ta vừa vặn có một chương thiếp mời nhiều. Nhưng hôm trước thời điểm, bị Tô thị một vị tiểu bối lấy đi. HTTP tiuyencuatui.net Tô thị A Thất lúc đầu lưu lại một chương thiếp mời cho mình, nhưng về sau hắn đột nhiên muốn bế cái quan, thế là hắn cái kia một phần liền thêm ra tới. Bắc Hà chân quân, lệ rơi đầy mặt biểu lộ, ta muốn đi gặp một lần Mỹ biệt tuyết tiên cơ A, Vọng Thiên. Ta chỗ này có một chương thiếp mời nhiều, chống không? Bắc Hà tiền bối người muốn, liền cho người á, Tống Thư Hàng thượng tuyến nói. Hắn bị Tô Thị A Thập Lục kéo sau khi đi, chuyển đến một cái lối đi nhỏ chỗ góc cua, thừa cơ giải trừ biến ảo châm ngực, hiệu quả, sau đó kích hoạt lên túy cư sĩ, bùa hộ mệnh năng lực, hóa thân tiểu trong suốt, lặng lẽ đến phòng học của mình. Nha, Thư Hàng tiểu hữu đã về rồi, tiểu Thập Lục đâu? Bắc Hà chân quân cười nói. Thập Lục nàng đi mỹ thuật hệ nơi đó đi, nàng là mỹ thuật hệ lão sư. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn câu trả lời này chẳng khác gì là tiết lộ chính mình là vừa rồi giả tam lãng, sự thật. Cuồng đao tam lãng, âm hiểm cười âm hiểm cười âm hiểm cười. Tống Thư Hàng, thật xin lỗi, tam lãng tiền bối. Vừa rồi ta không biết làm sao đầu não nóng lên, liền biến ảo thành hình dạng của ngươi. Có lỗi liền muốn nhận lầm, tranh thủ xử lý khoan dung. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được, đầu não nóng lên, liền làm ra một ít chuyện. Ta cũng thường xuyên dạng này, ta rất xem trọng ngươi. Thư Hàng tiểu hữu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lãng bất quá ba nguyên tắc, mọi thứ đều phải nhớ kỹ quá tam ba bận. Nhớ lấy, cuồng đao tam lãng phát cái mỉm cười biểu lộ. Tống Thư Hàng. Giờ khắc này, hắn thật sự hoài nghi, trên thế giới này nói không chừng thật sự có loại gọi tam lãng bệnh, truyền nhiễm chứng. Bắc Hà tán nhân, Thư Hàng tiểu hữu, ta gần nhất liền sẽ tiến về Giang Nam Đại học thành một chuyến. Ngươi tấm kia thực tiền yến thiếp mời mời nhất định phải vì ta giữ lại. Không có vấn đề, Bắc Hà tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác, ấn lấy cửu châu nhất hào quần tập tục ta hội chuẩn bị cho ngươi đồng giá vật phẩm tiến hành giao dịch. Ngươi gần nhất có gì cần đồ vật sao? Bắc Hà tán nhân hỏi. Hừm, ta qua mấy ngày có thể sẽ cần một số độ kiếp trận pháp vật liệu, loại hình đồ vật. Nếu như ta thành công độ kiếp phía sau ta có thể sẽ cần một số luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu. Ngoại trừ những này bên ngoài đúng, ta cần một bộ pháp y. Đạo bào cùng nho y đều có thể, Tống Thư Hàng nói. Lần trước từ Dương Hòa Thượng nơi đó giao dịch tới được soái khí nói bào, ngực phá cái lỗ lớn, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Mà lại, theo hắn cảnh giới tăng lên, Dương Hòa Thượng cái kia bộ đạo bào đã không thích hợp lắm hắn. Bắc Hà tán nhân, độ kiếp tài liệu, chính ta vừa độ xong kiếp, vật liệu đã tiêu hao sạch sẽ. Luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu, ta 12 mai bản mệnh kiếm hoàn cơ hồ móc rỗng ta tất cả vật liệu luyện khí. Xem ra, ta có thể cùng ngươi trao đổi cũng chỉ có đạo bào. Ngươi chờ một chút, ta đi trong bảo khố tìm xem, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi đạo bào. Không có vấn đề, Bắc Hà tiền bối. Tống Thư Hàng phụ cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Nếu như là lập tức liền có thể mặc cực phẩm đạo bào liền không thể tốt hơn, một kiện cường đại đạo bào, có thể làm cho hắn độ kiếp xác suất thành công tăng lên không ít. Hừm, đúng, Thư Hàng đạo hữu. Ngoại trừ đạo bào cùng nho y bên ngoài. Người tiếp nhận cái khác hình thái pháp bào sao? Bắc Hà tán nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Không phải là áo cà sa à? Áo cà sa, thỉnh cho phép ta cự tuyệt. Tống Thư Hàng liệt nha nói, lần trước Hoàng Sơn chân quân tiễn hắn bích ngọc cà sa, thật vất vả cùng Dương Hòa Thượng giao dịch, lần này nếu như lại đồ gửi đến áo cà sa, hắn lá gan đau. Không phải áo cà sa. Bắc Hà tán nhân nói, kỳ thật trong tay của ta hoàn toàn chính xác có mấy món tam phẩm cùng tứ phẩm đạo bào. Nhưng chúng nó cũng không tính là tinh phẩm, luận giá trị không cách nào cùng thực tiên yến, thiếp mời so sánh. Bất quá, trong tay của ta còn có một bộ đặc thù pháp bào, rất có hiện đại hóa khí tức. Tam phẩm cấp bậc tu sĩ liền có thể mặc nó vào, một mực sử dụng đến ngũ phẩm sơ kỳ đều đủ. Lực phòng ngự siêu cường, đạo bào sử dụng vật liệu rất không tệ, tương lai ngươi như không dùng được nó, đưa nó hủy đi đều có thể xem như luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu sử dụng. Như thế bổng. Tống Thư Hàng nói, Bắc Hà tiền bối, người có thể phát đồ phiến cho ta xem một chút. Rất có hiện đại hóa khí tức pháp bào là dạng gì đây này? Một kiện anh tuấn áo khoác, hoặc là phổ thông bộ dáng dài khoản đồ vét, lại hoặc là lưu hành người trẻ tuổi vệ áo. Không có vấn đề, người chờ chút,
ta phát hình ảnh cho ngươi xem một chút. Bắc Hà Tán Nhân nói. Ước chừng 20 hơi thở tả hữu phía sau Bắc Hà Tán Nhân thượng tuyến, phát tấm hình. Sau đó, Tống Thư Hàng thấy được một cái người sắt. Ân, không sai, chính là một cái người sắt mô hình. Không là người máy mô hình, chính là một cái tiêu chuẩn nhân loại ngoại hình người sắt, sinh động như thật cái chủng loại kia. Chính là tại hốc mắt, lỗ mũi, miệng chỗ có lưu động. Đây chính là Bắc Hà tiền bối nói, cực kỳ hiện đại hóa khí tức pháp bào. Cay con mắt. Tống Thư Hàng thực sự không cách nào từ nơi này sắt trên thân người thấy cái gì hiện đại hóa, nguyên tố. Thậm chí, cái đồ chơi này là một kiện pháp bào sao. Đây rõ ràng là một cái người sắt pho tượng đi. Cảm giác thế nào, Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Tống Thư Hàng, hừm, nói thế nào tốt đâu, sinh động như thật. Tô Thị A Thất, rất tinh xảo. Lệ Chi Tiên Tử, ngũ quan cũng rất lập thể. Cuồng Đao Tam Lãng, dáng người thon dài, rất không tệ. Phá Dương Kích Quách Đại, nhưng tha thứ ta nói thẳng cái đồ chơi này thật là pháp bảo sao. Diệt Phượng Công Tử, đây là một cái người sắt pho tượng đi. Đông Phương Lục Tiên Tử, ta thực sự không cách nào từ nơi này người sắt thượng nhìn thấy hiện hóa đại, khí tức. Bắc Hà Đạo Hữu, người có phải hay không phát sai ảnh chụp rồi? Ha ha, không sai, phát chính là nó. Ta đã từng tốn hao thời gian rất lâu mới thu vào tay Hắc Thiết Thần Giáp. Các ngươi đừng nhìn hình dạng của hắn có chút phổ thông, nhưng nó thật sự rất tuyệt. Các ngươi chờ lấy, ta đập cái video, để cho các ngươi tăng một chút kiến thức. Bắc Hà Tán Nhân tự tin nói. Ước chừng lại qua 20 hơi thở sau. Bắc Hà Tán Nhân đã upload một cái video. Trong video, Bắc Hà Tán người tới cái kia Hắc Thiết Thần Giáp, trước mặt, bấm một cái pháp ấn, kích hoạt lên cái này thần giáp. Sau một khắc, cái này thần giáp tự động bay lên, bộ ngực của nó vị trí mở ra. Đồng thời tứ chi, đầu đều cùng thân thể tách rời. Tạch 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 cắt. Hắc Thiết Thần Giáp đầu, thân thể, hai tay, hai chân toàn bộ đến Bắc Hà Tán trên thân người. Hắc Thiết Thần Giáp có được tự động thích ứng chủ nhân dáng người năng lực. Bao trùm Bắc Hà Tán Nhân phía sau nó liền tự chủ chống đến Bắc Hà Tán Nhân thân thể lớn nhỏ. Thế nào, chịu phục chưa, cái này khôi giáp, quả thực là không giống như là tu chân bên cạnh tác phẩm, càng giống là tương lai loại khoa huyễn kiệt tác A. Bắc Hà Tán Nhân dương dương đắc y nói. Không thể không nói, cái này Hắc Thiết Thần Giáp, ăn mặc thời điểm, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng sau khi mặc vào, khiến người ta cảm thấy ngoại hình thực sự tốt áp chế. Một bên khác, Giang Nam Đại học thành cửa lớn phía tây chỗ. Một thiếu nữ kéo lấy dương lớn, ngừng lại. Nàng xoay người lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút, chính là chỗ này, Giang Nam Đại học thành. Lúc này... Thiếu nữ trong túi áo có một cái nút hình dáng điều khiển từ xa, không cẩn thận rơi xuống đất. Chương 1001, cái đồ chơi này ai phát minh? Kéo ra ngoài xử bắn rơi a. Thiếu nữ ngay từ đầu cũng không có phát giác bản thân rơi mất đồ vật, đi rồi mấy bước phía sau nàng đột nhiên lòng có cảm giác, đưa tay tại trong túi tiền của chính mình mở ra. Hỏng bét, điều khiển rơi mất, thiếu nữ xoay đầu lại, hướng phía sau mình nhìn lại quả nhiên, nàng điều khiển cái nút rơi tại mấy mét bên ngoài. Xảo chính là, lúc này cả người cao 2 mét học sinh vừa vặn trải qua nơi đó, hắn nhìn thấy trên mặt đất cái nút này điều khiển phía sau liền xoay người đưa nó nhặt lên. To con tên là Nam Hạo Mãnh, là Giang Nam Đại học thành tán đả xã chủ lực thành viên. Hắn là cái cười rộ lên rất chất phác đáng yêu to con, cùng Tống Thư Hàng cũng coi là nửa người quen trước học kỳ, bản thân cảm giác đã đánh khắp Giang Nam Đại học thành vô địch thủ, cao thủ tịch mịch Nam Hạo Mãnh, phi tiểu đệ ra mặt, đi tìm Tống Thư Hàng hạ chiến thiếp. Nhưng cầu một trận chiến. Kết quả, hai chiêu phía sau hắn liền bị vùi dập giữa chợ. Đây chính là hắn cùng Tống Thư Hàng nhận biết chủ yếu đi qua. Trước mặt đồng học, người đồ vật rơi mất, Nam Hạo Mãnh nhặt lên cái nút này điều khiển, hướng phía trước mặt thiếu nữ kêu. Vì để tránh cho bản thân hình thể khổng lồ hù đến thiếu nữ, Nam Hạo Mãnh còn lộ ra cái kia mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Thiếu nữ nhìn thấy Nam Hạo Mãnh trong tay điều khiển, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tạ ơn, nàng tựa hồ có chút khẩn trương, kéo lấy cái kia cái dương lớn, cật lực hướng Nam Hạo Mãnh di động. Nam Hạo Mãnh nhìn lên trước mắt vị này thiếu nữ, nàng dẫn theo dương lớn, bước đi tựa hồ rất cố hết sức thiếu nữ tóc có chút tự nhiên quyển dáng vẻ, lông mày tinh tế, ngượng ngùng bộ dáng nhìn qua tựa như là cái táo đỏ, để cho người ta không nhịn được muốn cắn nàng một thanh. Nam Hạo Mãnh lại thấy được trong tay mình điều khiển, suy nghĩ của hắn bắt đầu không bị khống chế khuếch tán. Lại sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì?
Cái này điều khiển từ xa, nói không chừng là cái có thể làm cho thiếu nữ khiếp sợ đồ vật. Trong lòng của hắn phù qua một cái ý niệm như vậy. Sau đó, hắn trên mặt thánh mẫu mỉm cười, ngay trước thẹn thùng thiếu nữ diệt, duỗi ra ngón tay nhấn xuống điều khiển cái nút động tác này, gần như tại bản năng. Nhìn thấy Nam Hạo mãnh đè xuống cái nút này trong nháy mắt, thiếu nữ biểu lộ lập tức sụp đổ ngọa thảo nê mã, không thấy được ta như thế manh đáng yêu như thế, ngươi còn muốn đè xuống đáng chết này cái nút làm gì? Sau một khắc thiếu nữ trong tay dẫn theo cái kia cái dương lớn, tự động mở rộng ra. Rất công nghệ cao tư thái. Mở dương ra phía sau lộ ra lập lòe tỏa sáng hợp kim dương vách tường. Trong dương, chứa một cái nhìn qua phảng phất là cỡ nhỏ hỏa tiễn đồ chơi chính là trong TV loại kia vận chuyển trên vệ tinh trời hỏa tiễn bộ dáng, hiện lên chờ tỷ lệ thu nhỏ. Lúc này, tiểu hỏa tiễn phía dưới chính phun ra liệt diễm, thôi động tiểu hỏa tiễn thăng thiên. Xem xét liền khiến người ta cảm thấy đây là rất nguy hiểm đồ vật. Nam Hạo mãnh trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn. Tại hắn một mặt mộng bức cùng một mảnh ầm ầm, tiếng vang bên trong, cái này cỡ nhỏ hỏa tiễn bay lên, phóng tới không trung. Một lát sau, tiểu hỏa tiễn liền lẻn đến cách mặt đất tiếp cận 300 mét độ cao. Đạt tới dự tính độ cao phía sau cỡ nhỏ hỏa tiễn đột nhiên nổ tung lên. Oanh ù ù, liền như là ngày mùa hè sấm rền, tiếng nổ mạnh ở giữa cuồn cuộn mà đến, hồi âm vang vọng bầu trời, đinh tai nhức óc. Nam Hạo mãnh mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn bị trước mắt chàng diện sợ ngây người. Hắn đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán đúng phần cuối. Thiếu nữ xác thực chấn kinh rồi nhưng không chỉ có là thiếu nữ, toàn bộ Giang Nam Đại học thành thầy trò đều bị chấn kinh rồi. Bạo tạc thanh thế quá mức kinh người. Nam Hạo mãnh phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không cần nói, vừa rồi hắn đè xuống điều khiển từ xa, là trong dương cái này hỏa tiễn phát xạ chốt mở. Ngọa thảo. Nguy hiểm như vậy đồ vật, phát xạ chỉ lệnh không phải là tầng tầng bảo hộ, cam đoan hỏa tiễn sẽ không dễ dàng bắn ra sao. Vì cái gì nguy hiểm như vậy đồ vật, phối lại là loại này đáng yêu tiểu điều khiển cái nút. Tiếp đó, Nam Hạo mãnh lại nghĩ tới một sự kiện hắn có phải hay không dược hoàn. Hoa Hạ Quốc đối với súng ống nóng điều khiển vũ khí cực nghiêm. Đừng nói là loại này bạo tạc uy lực mạnh mẽ tiểu hỏa tiễn, liền xem như ngụy xác thực, đều nhận nghiêm khắc khống chế. Hiện tại chắc lần này tiểu hỏa tiễn nổ tung lên phía sau uy lực mạnh như vậy, bạo tạc uy lực không tầm thường, tuyệt đối không cách nào đưa về pháo hoa phạm vi. Như vậy vấn đề tới tay cầm phát xạ điều khiển hắn, có thể hay không bị bắt lại xem như phần tử khủng bố. Nam Hạo mãnh tâm, thật lạnh thật lạnh. Con mẹ nó chứ tại sao phải khốn nạn như vậy? Đau đầu, cũng không biết lần này hỏa tiễn bên trong chứa là cái gì phiền phức đồ vật. Thiếu nữ đưa tay ngăn tại bản thân tầm mắt trước. Nhìn lên bầu trời bên trong bạo tạc hỏa tiễn. Kéo cái dương thiếu nữ, cũng không biết mình trong dương cái này hỏa tiễn có công hiệu gì. Cái đồ chơi này là sư phụ nàng hảo hữu, để cho nàng chuyển giao cho sư phụ vật thí nghiệm, dù sao là thuộc về chất nổ, một loại đồ vật. Cho nên, cái này hỏa tiễn tại bạo tạc phía sau cụ thể sẽ còn có gì có thể sợ tác dụng, nàng cũng không rõ ràng. Trên bầu trời, cái kia hỏa tiễn bạo tạc phía sau có tầng một nồng đậm sương mù. Lấy tiểu hỏa tiễn làm trung tâm khuếch tán ra tới. Sương mù khuếch tán cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem Giang Nam Đại học thành cùng phụ cận phương viên ngàn mét phạm vi bầu trời, đều che lại. Chân chính giả thiên cái địa. Lại sau một lúc lâu phía sau trên bầu trời sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới hạ xuống, cái đồ chơi này quá không khoa học. Toàn bộ Giang Nam Đại học thành đều bị mê vụ bao phủ trong đó. Tại cái này sương mù ảnh hưởng dưới. Người bình thường tầm nhìn xuống đến 5 mét phạm vi, vượt qua 5 mét, liền chỉ có thể nhìn thấy bóng người nhàn nhạt. Sương mù, Nam Hạo mãnh nhìn qua những sương mù này. Đây là vừa mới cái kia tiểu hào hỏa tiễn bạo tạc phía sau làm ra đồ vật. Chẳng lẽ đồ chơi kia là cái cự đại bản bom khói? Nhưng là, bom khói có cần phải làm khổng lồ như vậy? Sau đó, Nam Hạo mãnh suy tư một lát nếu như chỉ là mê vụ, không có cho người ta tạo thành tổn thương, hắn coi như lấy được tội. Tội danh cũng cần phải hội nhỏ một chút ha. Đây không phải mê vụ nhìn qua, đây cũng là sương mù. Lúc này, cô gái kia gãi gãi bản thân có chút thiên nhiên quyển tóc, lên tiếng nói. Cái gì, sương mù, Nam Hạo mãnh một mặt mộng bức, cái kia tiểu hỏa tiễn là sương mù tạc đạn. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nàng ngồi xổm xuống tại cái kia trong dương tìm ra một chương sách thuyết minh. Sau khi xem xong, thiếu nữ giải thích nói, đây là một cái phi thường chân quý vật thí nghiệm.
người chế tác vì để cho nhân thể nghiệm một chút sương mù, đáng sợ, nghiên cứu ra loại này tạc đạn. Nhờ vào đó nhắc nhở mọi người, muốn bảo vệ hoàn cảnh. Nam Hạo Mãnh. Đồng học, ta ít đọc sách, người có thể không nên gạt ta. Chế tác ô nhiễm hoàn cảnh sương mù hỏa tiễn, mục đích là bảo hộ hoàn cảnh. Đặc Mã, chế tạo cái đồ chơi này nhà khoa học trong đầu có phải hay không có gân không có nhận đúng. Tại bây giờ địa cầu hoàn cảnh đã nhận nghiêm trọng ô nhiễm hiện tại, lại còn muốn cố ý phát xạ sương mù. Cái này như trước kia một chuyện cười bên trong cái kia chế tạo kháng lạnh con muỗi, bổ khuyết nước ta mùa đông không có con muỗi trống không, nhà khoa học, muốn bị kéo ra ngoài xử bắn 100 lần mới đủ a. Ai, thở dài phía sau thiếu nữ nhìn lên trước mắt hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, nói, hiện tại, không phải thảo luận cái này tiểu hỏa tiễn hiệu quả thời điểm. Hiện tại vấn đề là, chúng ta nên xử lý như thế nào cái này một mảnh sương mù. Đột nhiên xuất hiện sương mù, đã để không ít người sinh lòng khủng hoảng. Xử lý như thế nào? Nam Hạo Mãnh ngốc ngốc nhìn qua giả thiên cái địa sương mù, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Trừ phi là thần tiên trong truyền thuyết hạ phàm, nếu không lấy hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách đem lớn như vậy phiến sương mù thanh trừ. Hiện tại, cũng chỉ có chờ hướng gió phát sinh biến hóa, đem mảnh này sương mù thổi tan a. Một bên khác, Tước Yêu Tiểu Thải nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên giáng lâm sương mù, đây là có chuyện gì? Đoán chừng cùng vừa rồi bạo tạc có quan hệ đi, cái này mảng lớn sương mù cũng là bởi vì trước đó cái kia lên không tiểu hỏa tiễn bạo tạc phía sau sinh ra. Tô Thị A thất nói, đây không phải đơn thuần khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi. Khốc lão nhân lên tiếng nói, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, muốn cho một cái nho nhỏ hỏa tiễn bên trong bộc phát ra diện tích lớn như vậy sương mù, còn rất khó làm đến. Bạch Tôn Giả điểm nói, không sai, những này sương mù bên trong ẩn chứa linh lực khí tức, là khoa học kỹ thuật cùng tu sĩ thủ đoạn kết hợp sản phẩm. Thi La Lị che cái mũi, là giấu ở Giang Nam Đại học thành phụ cận vị đạo hữu kia kiệt tác sao? Nhưng là tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, nói không chừng sẽ khiến tu sĩ liên minh, chú ý a. Cái gọi là tu sĩ liên minh, tự cùng võ hiệp bên trong võ lâm minh chủ, loại hình không sai biệt lắm đồ vật. Tu sĩ liên minh cũng có một cái minh chủ, bất quá minh chủ lão nhân gia ông ta đã bế quan gần 500 năm. Còn có phó minh chủ A, các liên minh trưởng lão nhân vật A, đều ở vào bế quan trạng thái. Chỉ cần tu chân giới không có phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, tu sĩ liên minh cũng liền chuyện như vậy, rất lỏng lẻo. Bất quá, có cái này tu sĩ liên minh tại, cũng có thể ẩn ẩn chấn nhiếp một số hạng giá áo túi cơm, để tu sĩ giới sẽ không như vậy hỗn loạn. Tựa như lúc trước, hư kiếm phái ý đồ cướp đoạt sở ra, kiếm quyết lúc, tại tu sĩ liên minh làm kinh sợ, cũng không dám ăn cướp trắng trợn, cuối cùng còn bị sở ra đưa vào đoạn tiên đài. Bổ sung nhắc lên đúng vậy, đoạn tiên đài người chủ trì, cũng là từ tu sĩ liên minh phái ra thành viên. Mà bây giờ, như loại này chế tạo to lớn sương mù, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người bình thường sinh hoạt sự tình, nhất định sẽ gây nên phụ cận tu sĩ liên minh, thành viên chú ý. Đang lúc Thi La Lị vừa dứt lời lúc, cách đó không xa có một bóng người thật nhanh hướng phía đám người tới gần. Thân ảnh kia hành tẩu lúc nhìn như rất chậm, nhưng hắn vừa sải bước ra lúc chính là gần 10 mét khoảng cách, đây là đạo gia xúc địa thành thốn, pháp thuật. Ba cái hô hấp phía sau đạo thân ảnh này đã tới gần Bạch Tôn Giả đám người vị trí. Sáng sớm tốt lành, bần đạo thiên nhai tử gặp qua các vị đạo hữu. Vị này tóc trắng lão đạo hướng về Bạch Tôn Giả, A Thất bọn người hành lễ. Nguyên lai là thiên nhai tử đạo hữu, hồi lâu không thấy. Tô Thị A Thất mỉm cười nói. Đồng thời, thân hình của hắn lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ cuồng công cuồng đại danh, như sấm bên tai. Coi như Tô Thị A Thất so thiên nhai tử nếu có thể đánh rất nhiều, nhưng là trong truyền thuyết một ánh mắt liền có thể khiến người ta mang thai sai rồi, là một ánh mắt liền có thể truyền cả năm công lực, nắm cái tay liền có thể truyền 10 năm công lực tồn tại, A Thất cảm giác mình không thể không phòng. Đang lùi lại đồng thời, Tô Thị A Thất còn thuận tiện đem Thi La Lị kéo ra phía sau. Thiên nhai tử khóe mắt run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.